Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 43, trong vòng 3 ngày. Động đình Đông Sơn, sâu trong rừng trà. Tại sao phải kiểm tra xem ta có thể dùng thủ phi bách diệp hay không? Tiểu Bạch, ta rất nghi ngờ Hắc huynh không đủ kiên nhẫn chờ cô đi hái trà, lại nghĩ đến ta, một đệ tử tương lai không cần tiền, không xin ăn, không than khổ, không kêu mệt, không cái lại, không hối hận, không dùng thì phí, nên mới bảo ta hái trà thay cô. Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ. May mà ta là Phương Bình Trai biết đủ mọi thứ, làm được đủ mọi chuyện, cái chiêu thủ phi bách diệp này chẳng qua là trò vặt vãnh, tuy trên giang hồ hiếm người luyện được, nhưng mà... Ngọc Đoàn Nhi vỗ hai tay vào một cái phôi bình lớn nặn bằng đất sét, ngưng thần vận khí muốn dùng công lực trí dương nung đất xếp thành một cái hũ xanh. Phương pháp này đã bị Phương Bình Trai chê đi chê lại cỡ 10 lần, nói cho dù là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, cao nhân tiền bối khổ luyện công lực trí dương mười mấy năm cũng chưa chắc đã nung đất thành gốm được. Một tiểu cô nương căn cơ nông cạn như Ngọc Đoàn Nhi, dù có ngồi vỗ bồm bộp 30 năm cũng không nung nổi một cái bình gốm. Nhưng liễu nhãn giả điếc không nghe, Ngọc Đoàn Nhi vỗ hỏng một cái phôi bình thì hắn bảo nàng đập ra nhào lại, đến giờ đã là cái phôi bình thứ tám rồi. Nghe Phương Bình Trai lải nhải tự biên tự diễn không ngừng, Ngọc Đoàn Nhi bèn chặn họng hắn. Thế nào là thủ phi bách diệp? Thủ phi bách diệp là dùng kinh khí, ám khí, binh khí, nước chảy, lửa cháy, lá cây hay bất cứ thứ đều được, nắm trong lòng bàn tay, là một động tác hất ra ngoài rất nhẹ thôi cũng có thể đánh dụng tròn 100 chiếc lá trên gốc đại thụ cách xa hơn 100 bước. Phương Bình Trai ngồi trong góc dâm mát nhất của gian nhà tranh, cây quạt đỏ lại vung lên chỉ vào Ngọc Đoàn Nhi. Chính là một môn kỳ công mà ngươi có khổ luyện 30 năm cũng không luyện nổi, mà đối với ta chỉ là cái vẩy tay. Liễu nhãn ngồi bên cạnh hờ hững nói. Nếu chỉ là vẩy tay thì ngươi vẩy thêm mấy cái nữa, ngắt trăm cân lá trả mang về đây đi. Phương Bình Trai thua quạt đỏ về. Ta tò mò lắm đấy, huynh cần nhiều lá trà như thế để làm gì? Nàng ta đâu phải bò hay dê, cũng chẳng phải la hay lừa, muốn luyện cho nàng ta một viên thuốc, cần dùng cả trăm cân lá trà luyện thành trăm cân cho thảo mộc à? Liễu Nhãn nhắm mắt lại. Không hiểu thì hỏi ít thôi. Phương Bình Trai lắc đầu nguầy nguội. Có câu người thông minh hiếu học không ngại hỏi người khác, huynh không nói cho ta biết lý do, ta sẽ trằn trọc mất ngủ đấy ta không ngủ được biết đâu đến đêm sẽ đứng ngoài ngâm thơ làm câu đối, ca hát om sòm để giải tỏa nỗi bứt rứt trong lòng. Liễu nhãn thản nhiên hỏi. Người nhất định phải nghe à? Phương Bình Trai gật đầu lia lia. Phải nghe, nhất định phải nghe, không nghe không được. Liễu nhãn nói. Lá trà, nhất là lá trà tươi chứa rất nhiều hợp chất polyphenol, có thể dùng phương pháp lắng động để tách rời và tinh luyện, sau đó ta sẽ thu được một loạt gốc Âu trong phenol sau đó trải qua một công thức cực kỳ phức tạp khác, tổng hợp ra nhiều chất khác, ta có thể thu được FTIS. Phương Bình Trai hua hua cây quạt đỏ. Tại sao từng chữ huynh nói ta đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì ta lại không hiểu. FTIS là cái gì? Liễu nhãn lạnh lùng đáp. FIS là Phanil Chanferay Inhibitor. Phương Bình Trai ngạc nhiên. Phạt ngươi rời đi không có một con gà nào. FTIS là phạt ngươi rời đi không có gà há há, hóa ra bệnh của nàng ta chỉ cần ăn một con gà là khỏe, vậy ta còn hái trà làm gì? Đi bắt hai con gà rừng về đây, cho một mình nàng ta ăn hết, thế là khỏi bệnh. Liễu nhãn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hắn lại nhảy. FTIS là chất ức chế oxy hóa có thể điều trị chứng già sớm ở trẻ em, sửa chữa những protein bị lỗi, giúp các tế bào lão hóa sớm trở về trạng thái bình thường. Đây chính là thuốc cứu mạng của Ngọc Đoàn Nhi ở thời đại này muốn điều chế ftis là chuyện vô cùng khó khăn nhưng nếu hắn không thử thì cõi đời này không ai có thể cứu được nàng một lát sau hắn mở mắt ra phương bình trai vẫn nhờn nhơ ngồi cạnh không hề đi hái trà khăn lụa đen che mặt của ngọc đoàn nhi bay phất phơ phôi bình thứ chín lại sắp hỏng rồi cả người nàng thấm đẫm mồ hôi y phục màu đen dán sát vào lưng lộ ra đường cong đẹp đẽ sống có quan trọng đến thế không Trăm nghìn năm sau, ngươi chỉ là một thi thể không ai biết đến, chẳng còn ai nhớ đến ngươi hay hoài niệm về ngươi. Với một người không cầu cuộc sống oanh oanh liệt liệt thì đã từng sống hay chưa từng sống thật ra chẳng có gì khác nhau. Nhưng, dù hắn nghĩ thông rất nhiều chuyện, nhưng vì sao phải cứu nàng thì chính bản thân hắn còn không biết. Lâm bồ mơ mơ màng màng nằm trên đất, tuy vết thương của hắn được đắp thuốc trị thương hạng nhất, nhưng dù sao cũng bị lưỡi đao sắc đâm vào ngực chưa đầy hai ngày đã sốt cao giờ này vết thương nhiễm trùng khiến toàn thân nóng bừng bừng đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi im lặng rất lâu liễu nhãn mới trầm giọng hỏi hắn chết chưa phương bình trai đáp chưa nhưng sắp rồi liễu nhãn bảo đưa hắn sang đây phương bình trai đáp đưa qua cũng chết không đưa cũng chết cho nên ta không đưa người này ta lại chẳng quen cũng không phải do ta giết xin lỗi vì đã nói thật nói đến cái chết nói những lời không may, nhưng sự thật chính là vậy. Liễu nhãn lại cất giọng trầm trầm. Hắn sẽ không chết. Phương Bình Trai âm ừ, đứng lên xoay một vòng, áo vàng tung bay, hăng hái bừng bừng. Huynh bảo hắn không chết ta khăng khăng bảo hắn chết. Nếu hai ta không tranh cãi với nhau thì làm sao lộ ra cách cứu sống người bị thương của vị thần y giỏi nhất trần đời nhà huynh được. Ừm, hắn bị thương nặng như vậy lại còn không biết võ công, kết quả nhất định sẽ chết. Ngọc Đoàn Nhi Liễu nhãn hạ giọng nói. Vào rừng nhặt một ít trái cây mốc xanh về đây. Ngọc Đoàn Nhi lên tiếng đáp lại rồi đi. Chẳng bao lâu sau đã nhặt được chừng chục quả mốc, túm vào trong váy mang về. Liễu nhãn nhặt một quả trong đống trái cây, là một loài dưa lưới mọc bò dưới đất. Hắn xem xét kỹ càng chỗ mốc trên quả dưa, thấy trên vạt mốc có mấy giọt nước màu vàng óng, liền cẩn thận gỡ mấy giọt nước vàng kia xuống bảo ngọc đoàn nhi tỉ mỉ bôi lên vết thương trên người lâm bô phương bình trai ngạc nhiên nhìn hắn giọt nước màu vàng này không lẽ là thánh dược trị thương chỉ là vài giọt nước còn con có thể làm nên trò trống gì nhưng mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự đoán của phương bình trai rất nhiều mấy giọt nước kia nhỏ xuống vết thương lâm bô chẳng ngờ lại khiến nó nhanh chóng lành miệng sau đó ngày nào ngọc đoàn nhi cũng tìm vài quả mốc đưa cho liễu nhãn kiểm tra rồi lấy mấy giọt nước vàng bôi lên cho lâm bô một tháng sau lâm bô đang thoi thóp lại hoạt bát phấn chấn hẳn lên có thể đứng dậy đi lại được liễu nhãn không phải đại phô không biết bắt mạch khám bệnh lại càng không biết so bóp châm cứu nhưng thứ gì có thể dùng làm thuốc thuốc gì chữa được bệnh nào thì hắn nắm rõ trong lòng bàn tay một người tinh thông dược lý lại không biết y thuật như hắn cả đời phương bình trai cũng chẳng gặp được mấy lần một tháng trôi qua ngọc đoàn nhi vẫn chưa nung được cái bình gốm kia nhưng thân pháp và võ công lại tiến bộ lên nhiều vết thương của lâm bô đã lành thế là hắn bảo mình có một ngôi nhà cách đông sơn không xa muốn mời ba người vào đó ở tạm còn về cái bình cao bằng đầu người kia thì hắn sẽ tìm cách mua không cần ngọc đoàn nhi phải khổ cực như thế liễu nhãn không từ chối thế là bốn người lập tức rời khỏi rừng trà lên đường đi đến nhà của Lâm Bô ở Đông Sơn. Trong núi ngày rộng tháng dài, từ đó Liễu Nhãn ở lại nhà Lâm Bô, chế thuốc cho mộc Đoàn Nhi. Thuốc này mới luyện sơ sơ, hắn không biết mấy ngày nay trong giang hồ lại nổi lên sóng gió, xảy ra vài chuyện lớn. Mà chuyện lớn nhất trong số đó chính là có kẻ tuyên bố đã biết tung tích của Liễu Nhãn. Hơn nữa nếu ai đó có thể mời phương trưởng tương lai của Thiến Lâm tự dập đầu ba cái thật kêu với hắn lại làm cho hắn một bài thơ thì hắn sẽ nói cho người đó biết tung tích của Liễu Nhãn. Khi Liễu Nhãn ẩn cư trong rừng trà ở động đỉnh Đông Sơn, Đường Lệ Từ cũng leo xuống núi Hảo Vân. Khi lên núi Hảo Vân, y được dư phụ nhân mang áo lông cừu đánh xe ngựa từ ngàn dặm xa xôi đến đón, hơn nữa còn có Chỉ Vân và Thẩm lang hồn hộ hồ vệ hai bên, mấy người Thiệu Diên Bình và Thành Ôn Bào ngồi trong sảnh lớn chào đón, Oanh Liệt biết nhường nào. Nhưng khi rời khỏi núi Hảo Vân, y lại đi dưới ánh trăng trong đêm khuya vắng lặng, xòe tay ra không nhìn rõ năm món, trèo tường trốn ra, chạy thẳng về hướng bắc núi Hảo Vân. Từ núi Hảo Vân đi 30 dặm về phương Bắc là đến một ngọn núi lớn hoang vu không một bóng người, trong đêm khuya lại càng âm u đáng sợ. Cho dù là vào ban ngày, muốn tìm ra tây phong viên giữa ngọn núi lớn này cũng đã rất khó khăn, huống chi là trong đêm đen như mực, giơ tay không nhìn thấy ngón đường lệ từ mặc một bộ áo trắng hoa lệ bằng lụa mềm, chân đi giày thiêu vân mây, chắp tay đứng nhìn ngọn núi lớn âm u tham thẳm này. Dưới tàng cây hoa trà ở Tây Phong Viên, có một địa lao. Đây là một lời gợi ý, cũng là một cái bẫy, nhưng đường lệ từ không thể không đến. Giống như lần trước y xông vào phiêu linh mi huyền ở Bồ Đề Cốc, chịu hết khổ cực để tìm thi thể Phương Chu, thì lần này vẫn là kế sách cũ, mà y vẫn đến như xưa. Đường lệ từ chắp tay ngước nhìn ngọn núi lớn trước mặt, nhìn một lúc thì tiến lên một bước, cả người lao lên đang muốn chạy về phía trước. Chợt nghe sau lưng có người gọi. Đường, đường lệ từ. Đường lệ từ thoáng khựng lại. Người thật sự không nên đi theo ta. Người sau lưng y lắc đầu. Người muốn đi đâu? Dưới ánh trăng, người này mặc áo xanh, hai tay trống không, mặt mày tái nhợt nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh, hóa ra là dư phụ nhân. Đường Lệ từ quay lại khẽ mỉm cười, "Ta ra ngoài đi dạo thôi." Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt y, mặt mày như tranh vẽ, càng lộ ra thần thái như ngọc. Dư phụ nhân nói, "Đi dạo mà sao đi xa quá vậy, vết thương của ngươi." Hắn nhắc đến mấy chữ, "Vết thương của ngươi?" Cả gương mặt đột nhiên đỏ bừng, gân xanh nổi lên, một lúc sau mới khổ sở nói tiếp, "Vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, không nên đi xa như thế." Đường Lệ từ thấy sắc mặt hắn quái dị, khóe mắt cong lên, nở một nụ cười, chậm rãi quay về đưa tay ra vỗ vỗ vai hắn. "Dư thiếu hiệp." Ba chữ này lọt vào tai Dư phụ nhân khiến hắn hoảng sợ giật mình, ý cười trong ánh mắt Đường Lệ từ lại càng thêm rõ. "Tâm trạng mấy ngày nay có ổn không?" Dư phụ nhân cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Lại thấy Đường Lệ từ chậm rãi đưa tay ra, khẽ nâng món trỏ vuốt một lọn tóc hắn dịu dàng nói. Ngươi nợ ta một mạng. Dưới ánh trăng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp chợt thốt ra những lời này khiến dư phụ nhân sợ hết hồn. Toàn thân dùng mình ớn lạnh, nỗi áy náy và ân hận với người này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn bỗng hóa thành nghi ngờ bất an, nhất thời ngây ra như phỗng. Đường lệ từ mỉm cười quay đi. Về đi, tâm trạng ngươi không ổn định, lại không mang theo binh khí, đêm hôm khuya khoát chảy lung tung ở chốn rừng hoang núi vắng nếu gặp nguy hiểm thì biết đối phó thế nào. Y mặc một bộ áo trắng tinh, chuẩn bị bước vào đêm tối. Dư phụ nhân đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên ở lại hay rời đi, bỗng dưng không nén nổi tò mò. Vậy đêm hôm khuya khoát, người xông vào trốn rừng hoang núi vắng, rốt cuộc là muốn làm gì? Đường lệ từ vốn đã bước một chân vào rừng, nghe vậy lại lui một bước, dường như không biết nên làm gì với hắn. Dựa vào tài trí của ngươi, chẳng lẽ không biết có một vài chuyện không nên hỏi à dư phụ nhân im lặng một hồi rồi hít một hơi thật sâu ngươi đang mạo hiểm đấy à đường lệ từ khẽ mỉm cười đúng rồi dư phụ nhân hỏi vì sao đường lệ từ thở dài dịu dàng nhìn hắn xem ra ngươi không định quay về thôi được rồi nếu đánh cho ngươi bất tỉnh ở đây thì chỉ sợ không biết sẽ bị ai cướp đi có người nói với ta chỉ vân đi một mình bị bắt rồi nhốt trong ngọn núi này trong vòng ba ngày nếu không cứu ra được thì sẽ nguy đến tính mạng. Dư phụ nhân kinh hãi. Sao cơ, chỉ Vân bị bắt. Ai đưa tin này, là thật hay giả? Đường lệ tư đáp. Quá nửa là thật. Nơi đây hiển nhiên có nhiều cạm bẫy, nếu tin tức lộ ra thì nhất định sẽ gây chấn động lòng người trong kiếm hội. Họ sẽ xuất đoán lung tung xem ai bắt chỉ Vân đi, những kẻ hăng hái lương thiện sẽ đến đây chui đầu vào lưới, biết đâu sẽ có rất nhiều người chết trong đó, cho nên dư phụ nhân nói cho nên ngươi mới lựa lúc nửa đêm canh ba không ai thấy một mình xông đến đây cứu người đường lệ từ khẽ cười nếu ngươi đã không chịu về thế thì y xoay người về phía trước hãy đi theo ta dư phụ nhân chợt cảm thấy nhiệt huyết dâng trào chỉ vân bị bắt đường lệ từ một mình đi cứu người hắn sao có thể không dốc hết sức tương trợ ta ta nợ ngươi một mạng hắn thì thầm chuyện tối nay dư phụ nhân dù có liều chết cũng phải cứu Trì vân thoát cảnh tù đầy. Đường lệ từ đi đằng trước chẳng biết có nghe được hay không, bóng trắng nhoáng cây đã đi vào rừng núi, dư phụ nhân theo sát phía sau, chẳng bao lâu sau ánh trăng đã bị tán cây chắn lại, không thể nhìn rõ thứ gì trong rừng. May mà hai người nội lực tinh thuần mới có thể đi lại dễ dàng. Chim chóc ngủ đêm trong rừng hoảng sợ bay loạn, còn có những con vật lạ đều lặng lẽ tránh đi hai người đi được hai ba mươi trượng đường lệ từ buộc phải đốt bích tiếu hỏa trong ngực cầm lên tay để chiếu sáng chỉ thấy cánh rừng này hoang vô nguyên thủy dưới đất phủ đầy cây đổ dây leo mạng nhện rêu xanh còn có mấy loài sâu bọ rắn rết hình thù kỳ quái trầm chậm, chậm bò dưới ánh đèn tựa như không hề có đường đi nhưng trong khu rừng vắng lặng này lại có người dùng chu sa đánh dấu lên thân cây lên tảng đá trên dây leo vẽ mấy mũi tên chu sa màu đỏ tươi, dưới ánh đèn trong đêm tối trông cứ như máu đỏ, thấy mà giật mình. Nhìn theo hướng những núi tên này chỉ, có vẻ như đang đi một mạch lên đỉnh núi. Dư phụ nhân hạ giọng hỏi. Có đi theo không? Đường lệ từ nhìn xung quanh. Đây là gì? Trên những thân cây và tảng đá vẽ mũi tên cũng có một giống dây leo kỳ lạ. Thân dây rất mảnh, cành lá xoắn cuộn, dưới ánh đèn dường như cành lá đều có màu đen, trên dây leo còn mọc ra một vài quả mọng màu tím đen. Đường lệ từ nhặt một hòn đá ném về phía mũi tên, chỉ nghe một tiếng bộc khẽ vang lên, hòn đá rung động dây leo, loại quả mọng màu tím đen kia bất ngờ nứt ra, từ chỗ vết nứt bốc lên một làn khói đen. Dư phụ nhân và đường lệ từ đều nín thở, nhưng vẫn ngửi được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, loại quả này hiển nhiên không tốt đẹp gì rồi. Hai người cùng tung người lên, tránh xa nơi đầu mũi tên, nhảy lên ngọn cây dưới tán cây hoa trà trong tây phong viên có một địa lao đường lệ từ lẩm bẩm một mình ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngọn núi này đón gió hướng tây mà hoa trà phải có ánh mặt trời tức là phải mọc trên sườn đón nắng dư phụ nhân nghe vậy thì nhướn mày vậy chắc hoa mọc trên sườn đón nắng sao ngươi không đi về hướng sườn đón nắng đường lệ từ nhíu mày sườn đón nắng sườn đón nắng ta dư phụ nhân tiến lên một bước sao thế đường lệ từ khẽ vung tay áo không có gì đi thôi dư phụ nhân nhìn đường lệ từ cảm thấy kỳ lạ dưới tán cây hoa trà trong tây phong viên rõ ràng ở sườn đón nắng tại sao y không đi về phía sườn đón nắng trước mắt đường lệ từ thoáng hiện lên khung cảnh trong bồ đề cốc bia mộ viết tên phương chu vùng đất cát trắng phao chan chứa ánh mặt trời nở đầy những bông hoa kỳ dị nghĩa địa yên ắng phủ đầy mộ bia cũng nằm ngay ở sườn đón nắng. Sườn núi đón nắng, dưới ánh mặt trời chói trang ở sườn đón nắng, những dây leo kỳ dị như máu, những đóa hoa trắng như tuyết, thi thể thối giữa tan nát, những giống giòi bỏ sống trên xác người, cũng ngọ nguậy dưới màu nắng rực rỡ, mùi tanh hôi và hương thơm hòa lẫn trong không khí, một tiếng lộc cộc vang lên, đường lệ từ rừng chân lại, dư phụ nhân giật mình kinh hãi tập trung theo dõi bốn phương tám hướng nhưng không thấy kẻ địch xuất hiện, trong lòng sợ hãi, y làm sao vậy? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bố trí mai phục kiểu gì ở bên sườn đón nắng? Đường lệ từ khựng lại một lát rồi tăng tốc độ, chạy về phía sườn đón nắng, bóng người cao gầy trắng như tuyết, trong đêm tối vẫn thong thả ung dung. Dư phụ nhân đi theo phía sau, thân hình cũng nổi bật khác thường. Ta, có lẽ sẽ đặt trọng binh, chặn ngươi lại trên đường đi đến sườn đón nắng, chặn đánh ngươi nửa đường. Đường lệ từ chắp tay ra sau, khẽ cười. Ha ha, ngươi đúng là không giỏi tâm cơ. Dư phụ nhân hỏi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đường lệ từ thản nhiên đáp. Ta sẽ giết chỉ vân trước, lại bắt thêm mấy chục con tin dọa kẻ tìm đến đây, khiến cho y không dám manh động, không thể dùng hết sở trường. Sau đó trên con đường dẫn đến địa lao, ta giải thuốc độc thả rắn độc, chọn ra chiến lược mạnh nhất canh giữ từng cửa ra vào, chôn dưới nền địa lao mấy trăm cân thuốc nổ. Chờ kẻ tìm đến đi qua thuốc độc rắn độc, trải qua xa luân chiến, nếu may mắn giữ được mạng tìm đến địa lao thì cũng đã mệt mỏi giá rời, lại nhìn thấy thi thể chỉ vân, nhất định sẽ chịu cú sốc lớn, sau đó. Dư phụ nhân chỉ nghe thôi đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau đó, đường lệ từ thản nhiên đáp. Sau đó ta ép một số con tin bỏ đi, lại châm lửa vào đám mìn chôn dưới địa lao, nổ tung cả ngọn núi, kèm theo trai gái cây cỏ muông thú, san tất cả thành bình địa, nổ tan tành không còn một cọng cỏ. Dư phụ nhân há mồm líu lưỡi, sợ hãi kêu lên: "Ngươi, ngươi!" Đường Lệ từ khẽ mỉm cười: "Ta làm sao?" Dư phụ nhân cười khổ: "Sao ngươi có thể nghĩ ra kế sách ác độc như vậy chứ?" Đường Lệ từ đáp: "Muốn giết người, đương nhiên phải làm cho triệt để." nụ cười của dư phụ nhân ngày càng hượng gạo, thầm nghĩ ngươi nảy ra kế sách ác độc đến thế để đối phó với chính mình. Nếu kẻ địch bắt sống chỉ vân cũng nghĩ như ngươi thì chúng ta làm gì có cơ hội sống sót. Nếu ngươi đã lường trước kế sách ác độc như thế mà vẫn định một thân một mình đến đây, là vì ngươi quá tự tin vào bản thân, hay vì ngươi là... Ngươi là người có thể vì một chữ nghĩa mà dấn thân vào nước sôi lửa bỏng, bỏ mình vì nghĩa sao? dư phụ nhân theo sau đường lệ từ cảm thấy người này thật sự không giống nháy mắt đã đến phía sườn đón nắng hai người leo lên từng bước dọc theo sườn núi cỏ cây bên sườn đón nắng sinh trường càng thêm mạnh mẽ hai người bám dây mây tiến về phía trước đi qua mấy khe núi trăng sáng vằng vặc giữa trời trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống cẩn thận dư phụ nhân giang tay cản đường lệ từ lại là trận ngũ tinh khoảng đất trống này vốn là một rừng cây rậm rạp, có người đã chặt toàn bộ cây ở đây, chỉ để lại những gốc cây dài chừng hai thước, khoảng đất trống tạo thành hình ngũ tinh, một mùi hương thanh nhã dễ chịu không biết thổi từ đâu tới, tản ra theo gió. Đường lệ từ thờ dài. Trận ngũ tinh là gì? Dư phụ nhân đáp. Trận này truyền đến từ Tây Vực, nghe nói trong trận quỷ dị khó lường, liên tục nảy sinh biến số nhiều năm trước có khá nhiều danh hiệp giang hồ vùi thân trong trận này, cho nên danh tiếng của nó vang xa, nhưng cũng đã biến mất trên giang hồ nhiều năm rồi. Đường lệ từ nói: Ta không hiểu trận pháp. Dư phụ nhân lại vượt lên chắn trước mặt y. Ta đi thám thính tình hình thật giả cho ngươi trước. Nói rồi lập tức nhảy vào trận. Phía trên cọc gỗ ngụ tinh bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, mùi hương trong gió càng lúc càng nồng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kẻ địch đâu trong lòng dư phụ nhân thoáng run sở, trận ngũ tinh này truyền miệng chắp vá lẫn lộn, hắn mới chỉ nghe sư phụ kể lại chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Hương thơm trong trận này rốt cuộc là gì? Là có người ẩn thân ở đây, hay là chất độc lạ lùng nào đó? Đúng lúc hắn đang tập trung thì một đỉnh ngôi sao năm cánh trước mắt bùng lên ngọn lửa, trong nháy mắt toàn thân hắn đã chìm trong biển lửa. Dư phụ nhân quát một tiếng rồi tung người nhảy lên, tay áo quét ra gió táp, nhắm vào nơi mùi hương nồng nhất nằm chính giữa ngôi sao năm cánh. Đường lệ từ đứng ngoài trận, trong mắt khẽ xoay chuyển, không đúng. Chỉ thấy trong trận ngũ tinh bỗng phun lên một ngọn lửa cao tới hai trưởng, dư phụ nhân tung cả song trường lao vào giữa trận. Chợt nghe một tiếng lộp cộp giống như có vật gì nứt vỡ, mùi hương bốc ra càng thêm nồng. Lại bị ngọn lửa xung quanh cây y ngắn sắc chấm ch thích nổ bung ra. Toàn thân dư phụ nhân bốc cháy, bay thẳng lên trời theo luồng khí nổ ầm ầm đường lệ từ vọt lên đón lấy dư phụ nhân sau đó nhảy ngược lại thoát khỏi trận ngũ tinh ngọn lửa trên người dư phụ nhân theo đó cũng tắt ngấm khóe miệng hắn rỉ máu sắc mặt tái nhợt ngọn lửa trong trận này không hề nguy hiểm nguy hiểm nằm ở lực nổ bất ngờ kia đã chấn thương nội tặng hắn đường công tử trận này không đúng với ngũ hành cực kỳ lợi hại đường lệ từ đưa tay vào ngực áo lấy ra một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng hắn sau đó đặt một vật vào lòng bàn tay dư phụ nhân tự bôi thuốc cho mình trước rồi ngồi sang một bên tĩnh tỏa điều tức dư phụ nhân hoảng sợ ngươi muốn làm gì trận này lợi hại như thế chẳng lẽ y không nhìn thấy vết xe đổ trước mắt lại muốn xông vào trận một mình sao đường lệ từ khẽ cười đây là một ngôi sao năm cánh nhọn vẽ từ đỉnh trên cùng đến đỉnh dưới bên phải chính là thuật triệu hoán gọi ra linh hồn của lửa. Hình ngũ giác ở trung tâm chính là cánh cửa của ác ma, nhốt ma quỷ trong đó. Cho nên người đi về đỉnh lửa, trong trận sẽ bốc cháy, người lại phóng thẳng vào tâm trận, nó lập tức nổ tung. Ngôi sao năm cánh dùng điểm kết thúc nét bút làm chuẩn, đỉnh dưới bên phải là lửa, đỉnh trên bên phải là nước, đỉnh dưới bên trái là đất, đỉnh trên bên trái là gió, đỉnh trên cùng là tinh thần. Cho nên từ đỉnh dưới bên trái vẽ lên đỉnh trên cùng là thu lại nghi thức, có thể rời khỏi trận. Y nhảy lên đỉnh trên bên trái của ngôi sao năm cánh, chân đạp xuống đất vẽ ra cạnh ngôi sao, quả nhiên bình an vô sự đi tới đỉnh đối diện, sau đó lại quay về. Thế nào? Vẻ mặt dư phụ nhân ngạc nhiên xen với mừng rỡ, nhưng trong lòng vẫn đầy ngờ vực. Sao ngươi nói mình không hiểu trận pháp? Trận này kỳ lạ như thế, sao ngươi lại nắm rõ như lòng bàn tay? Đường lệ từ đứng giữa gió đêm, áo trắng bay phần phật, đứng rất gần nhưng trong mắt dư phụ nhân lại mờ mịt xa xôi chỉ nghe y nói đây không phải trận pháp mà chỉ là truyền thuyết người tây vực tin rằng hình vẽ này có thể ngăn ngừa yêu ma quỷ quái xâm phạm hơn nữa có thể phong ấn ma quỷ ở trung tâm ngôi sao năm cánh cho nên nó được lưu truyền rộng rãi mỗi đỉnh của ngôi sao đại diện cho một loại năng lực mà cái gọi là trận pháp này chỉ cố gắng thể hiện hàm nghĩa của ngôi sao năm cánh tây vực ngươi xông vào trận khơi lên năng lực lửa Thế là ta biết phương hướng mà mỗi đỉnh đại diện, biết phương hướng sẽ biết đường ra. Dư phụ nhân thở dài. Nếu không nhờ ngươi học rộng biết nhiều, mọi người xông loạn vào trận sẽ không tránh khỏi kết cục chết trong cơ quan kỳ quái này. Vì sao ngươi lại hiểu rõ truyền thuyết của người Tây Vực như thế? Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên. Ngươi có thể bái phục ta. Dư phụ nhân ngẩn ra, bỗng dưng bật cười muốn nói là bái phục thì trong lòng hắn thật sự đã mơ hồ dâng lên cảm giác bái phục hắn cúi đầu nhìn thứ y đặt vào tay mình là một hộp nhỏ bằng vàng khắc rồng mở nắp hộp ra bên trong còn dư lại một ít thuốc mỡ màu đen lập tức bôi lên vết bỏng mà ngọn lửa gây ra trên người mình một lát sau dư phụ nhân bôi thuốc xong thuốc mỡ trong hộp đã hết sạch đường lệ từ bèn tiện tay quẳng đi ném chiếc hộp rồng bằng vàng điêu khắc tinh tế giá trị cực cao kia vào trong lùm cỏ dại, chắp tay áo. Đi thôi. Hai người đi qua trận ngũ tinh, bên kia là một dòng sông, trên sông bắc một cây cầu. Dễ dàng vượt qua trận ngũ tinh, đường lệ từ quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng cười dài vang lên, một người tay cầm song đao, oai phong lẫm liệt đi từ đầu bên kia của cây cầu tới. Tại hạ là, thất dương đao hạ lan bạc, tuy đường công tử phong lưu tiêu sái, hại hạ cũng rất bội phục uy danh của công tử, nhưng đêm nay không thể để công tử đi qua đây, xin thứ lỗi. Người này mặt vuông mày rậm, thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, không phải hạng người thô tê, ục nham hiểm. Hạ lan bạc, thất dương đao uy chấn một phương, không phải là tiểu nhân gian hiểm. Đường công tử là khách quý của kiếm hội Trung Nguyên, cũng là trụ cột vững chắc trong chốn giang hồ người đêm khuya cản đường là vì sao dư phụ nhân cất cao giọng xin hãy nể mặt kiếm hội mà nhường đường song đao của hạ lan bạc giao nhau ta biết đường công tử đêm khuya lên núi là để cứu người vì bạn bè mà xông vào nước sôi lửa bỏng hạ mỗ vô cùng bái phục nhưng cũng đành chịu thôi đêm nay đường này ta không nhường được dư phụ nhân nhíu mày thật sâu nếu người đã biết đường công tử đến đây để cứu người thì tại sao không nhường đường Hạ Lan bạc đáp. Đời này ta có một kẻ địch lớn là Phù Lưu Quỷ Ảnh. Âm tam hồn, âm tam hồn giết anh em ta, độc chết vợ con ta, cướp bảo vật của ta, thù này không đội trời chung. Bây giờ kẻ này đang bị nhốt trong trà hoa lao của Tây Phong Viên, đường công tử vào đó cứu người nhất định sẽ phá ngục. Trong ngục ngoại trừ bạn của đường công tử còn có rất nhiều ác bá giang hồ, gian tặc võ lâm, một khi trà hoa lao bị phá thì sẽ gieo họa vô cùng, cho nên... Dư phụ nhân và đường lệ từ nhìn nhau, đường lệ từ mỉm cười. Không biết trà hoa lao này do người nào xây, trong đó nhốt những ai? Hạ Lan bạc bật cười ha ha. Trà hoa lao do minh chủ giang hồ tiền nhiệm Giang Nam phong xây khi còn tại vị, người trong giang hồ kính trọng công lao sự nghiệp của ông ấy, nên một khi tóm được trọng phạm trong giang hồ thì đều nhốt ở trà hoa lao. Trà hoa lao nằm ở nơi bí mật, rất ít người biết, nhưng gần đây không hiểu vì sao số người biết đến nó bỗng tăng lên nhiều, phạm nhân nhốt trong đó cũng càng ngày càng đông. Đường lệ từ ôn hòa nói. Nhưng chỉ vân nhất định không phải là trọng phạm giang hồ mà trà hoa lao nên nhốt, hắn bị giam vào ngục, chẳng lẽ các ngươi không thấy nghi ngờ sao? Hạ Lan bạc lắc đầu. Người trông coi trà hoa lao không phải ta, tình hình cụ thể thì ta không rõ, chúng ta chỉ được người ta thông báo rằng đường công tử sắp đến cướp ngục. Trà hoa lao vào được không ra được, một khi ngục bị phá lại không thể sửa chữa, cho nên dù khâm phục sâu sắc đức độ của đường công tử, thì tại hạ cũng không thể vì sơ suất của một người mà khiến cho nhiều trọng phạm giang hồ phá ngục trốn thoát. Trong mắt hắn hiện lên vẻ áy náy. Chuyện của chỉ vân chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý, nhưng đêm nay tuyệt đối không thể để cho đường công tử phá ngục. Tả áo trắng của đường lệ từ bay phất phới trong gió đêm, vài sợi tóc mai bạch kim bay lòa xòa. Vậy ngươi có thể nói cho biết tình trạng của hắn bây giờ không? Hạ Lan Bạc ngẩn ra. Việc này. Đến hôm nay hắn mới biết Chỉ Vân đang ở trong trà hoa lao, còn đầu đuôi câu chuyện ra sao thì hắn cũng không hiểu rõ. Rốt cuộc vì sao Chỉ Vân vào tù, tình hình hiện tại thế nào, ta cũng không nắm được, có lẽ là không sao. Đường lệ từ khẽ cười. Người vô tội cớ sao phải vào tù, vào như thế nào, sau khi vào tù tình hình ra sao? Người chẳng biết tí gì cả, vậy dựa vào đâu mà coi mình là chính nghĩa? Cái kiểu công nghĩa giang hồ mập mờ không rõ như thế, làm sao khiến người ta tâm phục được. Trong trà hoa lao còn có bao nhiêu người oan khuất giống như chỉ vân, người có biết không? Giọng y ôn văn nho nhã, bình thản ung dung mà khiến cho hạ lan bạc phải tái mặt. Việc này. Dư phụ nhân hạ giọng. Thất dương đao nhường đường, ta không muốn đồng thủ với ngươi. Hai thanh đao của hạ lan bạc cụng vào nhau kêu len keng. Hạ mỗ vô cùng xin lỗi, nếu các ngươi nhất quyết xông vào thì ta cũng chỉ đành đắc tội. Dư phụ nhân dậm chân lao về phía trước, áo xanh dù bị lửa đốt hơi nham nhở nhưng vẫn giữ được khí độ bất phàm. Vậy để ta lĩnh giáo thất dương đao chém quỷ trước. Hạ Lan Bạc không khách sáo nữa, song đao một trước một sau lao tới, lưỡi đao xé gió ào ào, hiển nhiên hai thanh đao được truyền vào công lực thâm hậu, không hề tầm thường. Dư phụ nhân đứng vững hai chân, trên người hắn đang có vết thương nên không muốn dây dưa quá lâu, vừa ra tay đã tung tuyệt học một trường hỗn nguyên phân tượng bổ thẳng vào ngực Hạ Lan Bạc. Hai bên vừa chạm vào nhau, trường kình chạm vào song đao, vang lên những tiếng nổ đông đốp vang dội như đau lạnh cắm vào chảo dầu sôi. Hạ Lan Bạc múa may song đao, ngang dọc khoáng đạt, khí thế hào hùng, một trường của dư phụ nhân liên tục phá song đao, chỉ tiếc trường lực đến gần ngực là ngừng, không thể tiến thêm một bước để đả thương đối thủ. Hạ Lan Bạc vội vã thu song đao về trong lòng thầm nghĩ mình gặp may rồi, nhưng ống tay áo dư phụ nhân lại bay lên theo trưởng phong, đi sau mà đến đích, nhẹ nhàng phất chúng vào ngực hắn. Hạ Lan bạc ngẩn ngơ, kêu lên một tiếng, miệng trào máu tươi rồi ngã ngửa ra đằng sau. Tay áo hạ xuống, dư phụ nhân đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ nổi trội không tầm thường. Đường lệ từ vỗ tay bốp bốp hai tiếng, khẽ mỉm cười, không đoái hoài đến hạ lan bạc vừa ngã xuống đất bất tỉnh nữa xông lên trước đi vào khu rừng rậm đằng sau cây cầu. Dư phụ nhân theo sát phía sau, trong lòng không khỏi lo âu. Quả đúng như đường lệ từ đã đoán, trong địa lao không chỉ giam giữ chỉ vân, mà còn có trọng phạm giang hồ đếm không xuể. Những kẻ này chính là con tin và điểm yếu của tên chủ mưu, tối nay chạm mặt tại trà hoa lao trong tây phong viên đúng là nguy hiểm vạn phần. Trà hoa lao có phá nổi không? Nếu không phá nổi thì làm sao cứu người? Mà nếu phá thì làm sao mới thu dọn được hậu quả? Kẻ bắt sống chỉ vân rốt cuộc là ai mà có thể nhốt người vào trà hoa lao? Trong rừng rậm bùng lên hai hàng ánh lửa, Đường Lệ từ đi đằng trước, chợt nghe một tiếng. Rắc! rất khẽ, chân trái y dẫm lên mọn đuốc đầu tiên ở hàng bên trái. Dư phụ nhân ngẩn ra một thoáng rồi cũng học theo, lao tới dẫm lên mọn đuốc bên phải. Thân hình hai người lao nhanh như chớp, chỉ nghe tiếng gió lướt qua đuốc trong rừng toàn bộ tắt ngóm, khu rừng lại rơi vào bóng tối mênh mông. Dư phụ nhân tính toán mình đạp tất cả thầy 23 cây đuốc, đuốc này được cắm ngay trên mặt đất, cũng chẳng có ai canh chừng, rốt cuộc là để làm gì. Hắn còn đang nghi ngờ thì trước mắt hiện lên bóng người, tung bay ngang dọc, số lượng khá đông. Dư phụ nhân đề khí chuẩn bị xuất thủ nhưng ngực lại đau nhói lên, nội thương ban nãy còn chưa lành, chân lực không chia đều bên tai chỉ nghe những tiếng bộp bộp liên tiếp, hình như bóng trắng bay mấy vòng trong đêm đen, những bóng người kia liền bất đồng. Đường lệ từ cười khẽ. Đi thôi. Dư phụ nhân đi theo sau lưng y, chỉ thấy trong rừng rậm có chừng 10 tên áo đen cầm đoàn đao cũng đen nốt đứng cứng ngắc tại chỗ, tay bày ra đủ loại tư thế kỳ quặc. Tất nhiên là bị người ta điểm huyệt đạo. Đường lệ từ lựa đúng khoảnh khắc đạp tắt lửa để ra tay xáo trộn trận địa kẻ địch, có thể ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn như vậy, thật khiến người ta khó tin. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán dư phụ nhân, với võ công của Đường Lệ từ mà mình lại có thể đâm y một kiếm thì lại càng khó tin hơn. Mệt rồi à? Đường Lệ từ đỡ lấy một bên sườn hắn, kéo hắn lao nhanh về phía trước. Nội tức của dư phụ nhân đang trì trệ bỗng dưng vận chuyển thông suốt, chạy nhảy cũng lưu loát hơn. Không có gì đáng ngại. Đường Lệ từ không nói thêm gì nữa, nâng hắn bay vút lên, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt hiếm thấy. Hai người vừa xông lên chưa đầy trăm trưởng, bỗng nhiên có ánh kiếm lấp lóe, một nhát kiếm từ rừng rậm đâm ra bổ thẳng vào mặt, lạ là thế kiếm tuy hiểm hóc nhưng lại lặng yên không gây tiếng động. Tay áo đường lệ từ phất lên, kiếm lao tới bị tay áo của y cản lại, chạch sang một bên, trong rừng rậm bất ngờ lao ra kiếm thứ hai kèm theo một tiếng rít kinh người, nhắm thẳng vào ngực dư phụ nhân kẻ này lại có đến hai thanh kiếm, hơn nữ lưỡi của chúng cũng dài hơn kiếm thường ba thước, cho nên kiếm đã đâm ra rồi mà người thì mất hút, vẫn ẩn thân trong rừng cây. Dư phụ nhân vội tránh nhát kiếm này, hoảng hốt kêu lên. Thần ngâm quỷ khớp vô song kiếm, là quỷ thần song kiếm. Lâm song song, lâm đại hiệp, cớ sao ngươi. Hắn còn chưa nói dứt câu thì đã thấy một người nhảy ra từ trong rừng, hai tay trái phải mỗi bên cầm một thanh kiếm. Kiếm bên tay trái lưỡi mảnh dài mềm nhẹ, ánh bạc lấp lóe. Kiếm bên tay phải màu xanh đen, lưỡi kiếm to bản, bên trên có khuét ba khoen, tiếng rít kỳ lạ kia cũng phát ra từ thanh kiếm này. Người vừa đến là Lâm Song Song, nghe như tên con gái, người cũng trắng trẻo thanh tú, nhưng sắc mặt lại âm u, tất nhiên không thể khen anh Tuấn, càng không thể nói là phong thần Tuấn Lãng. Nhưng đừng thấy kẻ này quái gở lập dị mà lầm, người ta là kiếm thủ đứng hàng thứ sáu ở kiếm hội. Quỷ thần song kiếm. Uy chấn giang hồ, nghe đâu nếu song kiếm xuất hiện cả đôi thì hắn chỉ thua có một lần. Dư phụ nhân là vãn bối trong kiếm hội, mới gặp lâm song song có một lần, giờ này bỗng dưng thấy hắn xuất hiện cản đường, không khỏi la lên thất thanh. Lâm song song lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đường lệ tư. Muốn xông vào trà hoa lao, trước tiên làm quỷ dưới kiếm ta. Đường lệ từ đưa tay vào trong ngực rút ra một thanh trùy thủ màu hồng, chính là tiểu đào hồng. Lâm song song nói. Ta có hai kiếm, người chỉ có một, nếu hai người cùng xông lên thì coi như hòa nhau. Hắn trốn trong rừng phóng kiếm ra đánh lén, vốn đã tổn hại đến thân phận cao thủ, bây giờ còn nói ra lời này để tỏ vẻ khí phách độ lượng, tự cho mình cao cả. Đường lệ từ rút tiểu đào hồng ra, nhưng lại giang tay đưa cho dư phụ nhân, khẽ mỉm cười. Quỷ thần song kiếm cớ sao lại cản đường ta? Kiếm hội Trung Nguyên đang gặp phải sóng to gió lớn, tiền bối là người đứng thứ sáu trong kiếm hội, vì sao không ở núi Hảo Vân? Y nhỏ nhẹ đẹp câu hỏi, hỏi một câu bình thường, nhưng ẩn ý bóng gió thì sắc như dao. Lâm song song âm u nói. Người hoài nghi ta thọc gậy bánh xe kiếm hội Trung Nguyên, cố ý nhằm vào đường lệ từ nhà ngươi. Đường lệ từ tiến lên một nước, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy mũi kiếm lâm song song chỉ lên đỉnh núi, lạnh lùng nói. Người có biết trong nhà ngục kia giam giữ bao nhiêu người không? Đường lệ từ mỉm cười thanh tú, lại tiến lên một bước nữa, chắp tay xoay nửa người, liếc nhìn lâm song song. Ta không cần biết trong ngục nhốt bao nhiêu người, ta chỉ cần nhìn tiền bối đêm hôm quần áo gọn gàng, tay lăm lăm kiếm, đúng lúc xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vu này cũng đủ biết tiền bối chắc chắn là cố ý nhằm vào đường lệ từ. Bằng không, chẳng lẽ Lâm Đại Hiệp Lâm tiền bối người tối nay ngồi canh ở cái chỗ khỉ ho cò gáy quỷ quái này hoàn toàn chỉ vì sở thích. Tay áo chắp sau lưng y phất phơ bay theo gió. Nhắm vào đường lệ từ, chẳng lẽ không phải là thọc gậy bánh xe kiếm hội Trung Nguyên à? Mà thọc gậy bánh xe kiếm hội chứng tỏ ngươi có lợi ích liên đới với phong lưu điếm. Đồ trẻ danh ăn nói bậy bạ. Lâm song song lạnh lùng nói. Chỉ bằng miệng lưỡi gian xảo này thì kiếm hội đã không nên nghe lệnh ngươi rồi. Gần đây trong trà hoa lao có rất nhiều trọng phạm, ta nhận lời mời của chủ lao đến đây giúp canh chừng thì có gì không đúng. Đường lệ từ dịu dàng hỏi. Chủ nhân trà hoa lao kia sợ ai đến cướp ngục mà phải nhờ đến tiền bối cơ chứ. Y vừa dứt lời, lâm song song lập tức cứng họng, giận dữ quát lên. Ngươi! Đường lệ từ khẽ cười. Có phải ta liệu sự như thần, thông minh tuyệt đỉnh không? Lời này vừa thốt ra, kiếm bạc trên tay trái của Lâm Song Song đã phóng ra, nhắm vào ngực đường lệ tư. Mà kiếm bên tay phải cũng phát ra tiếng gió rít cực kỳ thê lương, bổ thẳng vào điểm yếu nơi cổ họng y. Dư phụ nhân tay cầm tiểu đào hồng, thấy vậy thì tái mặt. Uy lực song kiếm của Lâm Song Song hắn đã từng thấy một lần, có thể đánh một trận với dư khấp phượng. Chẳng qua kiếm thuật tuy cao nhưng công lực lại chia đôi, lực của song kiếm không bằng một kiếm, bị dư khớp phượng đánh gãy kiếm mà chịu thua. Nhưng thua trận không có nghĩa là kiếm thuật của lâm song song kém cỏi. thần ngâm quỷ khớp vô song kiếm là một trong những kiếm thuật cao cường nhất trên đời này. Tay trái dùng âm kình tay phải dùng dương kình, nội lực ngược nhau hoàn toàn, trên đời này hiếm có ai đạt được. Hai tay đường lệ từ trống trơn, đối mặt với thanh kiếm nhanh nhất ác nhất, khiến tinh thần người ta dao động nhất trong chốn giang hồ chỉ thấy lưỡi kiếm bạc bỗng nhoáng lên rồi bật ngược về phía thanh kiếm xanh bên tay phải lâm song song lâm song song gấp gáp vận nội kình lưỡi kiếm bạc đột nhiên thẳng lại thế công của song kiếm tựa như sấm sét đã chém đến sát người đường lệ tư đường lệ từ phiêu diêu lùi lại bàn tay dư phụ nhân nắm chặt tiểu đào hồng đã ướt đẫm mồ hôi chỉ thấy bóng trắng đông đưa mũi kiếm lâm song song tựa như châu chấu gấp gáp đuổi theo cái bóng lướt qua lướt lại của đường lệ tư tiếng kiếm rít gào thê lương như quỷ khóc sói gào vang vọng khắp trời bốn bể lá cây rụng tan tác như trong cơn cuồng phong vũ bão những chiếc lá bị kiếm khí đánh rụng kia mà đập vào người cũng đau thấu xương đường lệ từ nhanh chóng né tránh lâm song song càng tấn công mạnh bạo hơn song kiếm chia ra hai hệ âm dương càng đánh càng như nước chảy mây trôi khí thế bừng bừng đúng vào lúc lá cây bay cuồn cuộn kiếm khí như rồng cuốn chợt nghe một tiếng sáo sắc bén cùng cực xé rách không trung lâm song song khàn giọng thét lên tái mặt nói đây là đường lệ từ nhẹ nhàng xoay người trong tay nắm một cây sáo đồng vừa rồi sáo đồng rít lên một tiếng vút qua không trung đánh vỡ khí thế kiếm rít đoạt hồn chỉ là một cây sáo trơn lướt qua gió cũng có thể phá tiếng kiếm rít lâm song song đương nhiên kinh sợ nếu để y thổi thì uy lực còn đến đâu nữa lập tức dồn thêm lực lên song kiếm, tiếng sấm rền gió giật ầm ầm, cơn cuồng phong quét qua bầu trời đêm giống như hai con rồng lượn vòng xung quanh, muốn nuốt trọn cả người đường lệ từ Dư phụ nhân thấy đường lệ từ cầm sáo đồng trên tay, thầm nghĩ mọi người đều nói đường lệ tư có thể kháng lại thuật âm sát của liễu nhãn quả nhiên là thật. Âm thanh kỳ lạ này giống hệt với âm sát của liễu nhãn, là cùng một loại công phu. Thấy kiếm của lâm song song chuyển động lát léo, hắn là người dùng kiếm. Tuy trong lòng mong mỏi đường lệ từ có thể tốc chiến tốc thắng nhưng lại vô tình bị kiếm pháp của lâm song song thu hút. Cuối cùng càng xem càng say mê. Sáo đồng của đường lệ từ vung vẩy, chống đỡ thế tấn công bằng song kiếm của lâm song song. Linh thức của dư phụ nhân trở nên trong trẻo, dần già trong mắt chỉ còn lại những chiêu thức và thân pháp của hai bên. Chuyển động dẫu nhanh đến đâu, chiêu số dẫu quỷ quyệt đến đâu hắn vẫn có thể nhìn rõ. Trong lòng thông suốt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lĩnh ngộ về võ học của hắn đã sâu thêm một tầng. Keng, chợt có tiếng kim loại va nhau lanh lành chấn vỡ thế cục công thủ cân bằng, cõi lòng tĩnh lặng trong trẻo của dư phụ nhân cũng theo đó mà đột ngột nổ tung. Trong chớp mắt đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe bên tai vang lên một loạt tiếng kim loại va nhau rộn rập. Âm thanh kia không phải tiếng binh khí giao đấu mà là một loạt tiếng diễn tấu nặng nhẹ mau thưa có quy luật sóng xung kích lọt vào tai ngực cũng chịu chấn động đau nhói dường như không chịu đựng nổi âm hưởng vang dội này song kiếm của lâm song song bỗng vung lên chống lại đòn phản kích mãnh liệt của đường lệ từ sáo đồng gõ lên song kiếm mà hai thanh kiếm này lại không cùng chất liệu nên âm thanh phát ra cũng không giống nhau đường lệ từ liên tục tiến tám bước lâm song song lại lùi mười bước những tiếng gõ lao sao tựa như tiếng nhạc mà lại không phải nhạc kia chấn động tim phổi sau khi lùi 10 bước, khóe miệng lâm song song đã dỉ máu, cất tiếng cười thê lương. Sáo tốt, quả nhiên là sáo tốt, 38 năm qua ta chưa được nghe tiếng sáo nào hay như vậy. Đường lệ từ, đây là võ công gì? Đường lệ từ cầm sáo mỉm cười. Ta nghĩ bản nhạc này chắc ngươi đã nghe rồi, hơn nữa đã từng chịu tổn hại vì nó, có đúng không? Môi y khẽ chạm lên sáo đồng. Lấy căn cơ của quỷ thần song kiếm thì không cần lùi về phía sau những 10 bước, trừ phi trong lòng ngươi đang sợ sệt, biết trước đoạn sau của bản nhạc sẽ là gì, cho nên ngươi sợ. Lâm song song thu kiếm xanh vào bao đánh. Soạt. Một tiếng, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hừ, nực cười. Tay hắn cầm một kiếm, đâm ra một chiêu, không hề chịu thua nhưng cũng không cho đường lệ từ cơ hội gõ lên hai kiếm. Môi đường lệ từ chạm vào sáo đồng, một tiếng sáo vô cùng êm dịu vang lên. Tiết tấu âm điệu của tiếng sáo này giống hệt tiếng gõ lên song kiếm ban nãy, nhưng không hiểu sao đến khi thật sự dùng sáo thổi lại phát ra âm thanh êm dịu trầm thấp. Nhưng tiếng sáo êm dịu này nghe vào tay lại khiến người ta không thở hết được một hơi, cảm giác một ngạt vô cùng. Dư phụ nhân nghe tiếng sáo chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, chân khí trong lồng ngực sôi trào muốn tan ra, phải gắng gượng đứng vững, trước mắt chỉ còn bóng đêm mờ mịt. Lâm Song Song đứng đầu ngọn gió, hộp một ngụm máu tươi, nhưng kiếm trong tay vung ra không ngừng, vẫn tiếp tục xông lên. Tiếng sáo của đường lệ từ xuống thấp hơn, gần như không còn âm thanh, nhưng cảm giác một ngạt lại càng thêm rõ ràng. Dư phụ nhân không chống đỡ nổi nữa, ngã bệt ra đất, kiếm bạc của lâm song song rũ xuống như muốn rơi ra khỏi tay. Đúng lúc hai người dồn toàn lực chống lại tiếng sáo, trong rừng chợt có bóng người lóe lên, một người áo đen che mặt lao ra đỡ lấy lâm song song, đưa tay điểm hai huyệt đạo sau lưng hắn, sau đó buông tay. Tiếng sáo của Đường Lệ từ ngừng lại, dư phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn sang thì thấy Đường Lệ từ đang nhìn người đen kia không chớp mắt, hơi nhíu mày lại. Thuật âm sát, dựa vào sự thông thảo về âm luật của người thi thuật cùng với lĩnh ngộ của người nghe đối với nhạc khúc, cây y ngắn sắc chấm CH tích chân lực khí huyết của bản thân chấn động, phản công đan điền và tâm mạch mà trong rừng này lại xuất hiện một người áo đen điểm trúng hai huyệt đảo sau lưng lâm song song ngăn cản khí huyết trào ngược lên tâm mạch tuy phong bế năm thành công lực của quỷ thần song kiếm nhưng lại cứu hắn một mạng lại còn phá vỡ thuật âm sát người này là ai dư phụ nhân vẫn cầm tiểu đào hồng trong tay kẻ này chính là người áo đen xuất hiện trong trận chiến trên núi hảo vân đêm hôm ấy từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt lại còn nửa đường biến mất khỏi cần nghi ngờ hắn chính là người của phong lưu điếm. Người của phong lưu điếm ra tay cứu lâm song song, quả nhiên tay kiếm thứ sáu của kiếm hội trung nguyên. Quỷ thần song kiếm. Lâm song song có dính líu đến phong lưu điếm, trong lòng dư phụ nhân lạnh toát, nếu người của phong lưu điếm bắt chỉ vân đi, thì chúng làm sao mà nhốt hắn vào trà hoa lao được. Trừ phi, trừ phi người kia có địa vị cao trong giang hồ bạch đảo, bằng không thì chính chủ nhân của trà hoa lao cũng dính dáng trong đó chuyện này liên lụy quá rộng, quãng đường từ chân núi lên đến trà hoa lao không dài nhưng lại như cách trăm sông nghìn núi, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Trong rừng cây, đường lệ từ và người áo đen kia vẫn đang nhìn nhau. Kiếm bạc của lâm song song vẫn nắm trên tay, mặt nở nụ cười nhạt, giống như đang mỉa mai đường lệ từ ngươi mất đi thuật âm sát thì còn lại gì. Đường lệ từ cầm sáo trong tay, lông mi hơi rụ xuống, Ánh trăng chiếu lên gương mặt y khiến dung mạo xưa nay ôn nhã cũng dần trở nên lạnh lùng tăm tối. Quả là một cao thủ bình tĩnh. Người áo đen kia không đáp, ánh mắt sáng quắc toát ra từ sau tấm khăn che mặt. Tay phải hắn nhấc lên, bày ra tư thế mở màn, ý tứ rất rõ ràng, hắn và Lâm song song muốn ngăn đường Lệ từ lên núi. Cao thủ phái Võ Đang, ta đã trông thấy ngươi một lần, hôm nay là lần thứ hai." Đường Lệ từ nói nếu lần thứ ba gặp lại mà ta vẫn không nhận ra ngươi là ai, thì ngươi thật sự là cao nhân đó. Y đưa ra cây sáo đồng. Chỉ cần ngươi có cơ hội lần thứ ba. Lời này vừa dứt, Lâm song song đã cười lạnh, dường như cảm thấy đường lệ từ đang nói chuyện viền vông. Dư phụ nhân bóng quay phát lại, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân có quy luật rõ ràng. Đường lệ từ khẽ thở dài, phía sau có một người đeo kiếm chậm rãi đi tới, cả người lôi thôi nhếch nhác, chính là dư khớp phượng thoát chết trong chân tơ kẽ tóc sau vụ nổ ở kiếm trang. Lâm song song, người mặc đồ đen và dư khớp phượng tạo thành hình tam giác bao vây đường lệ từ cùng dư phụ nhân. Dư phụ nhân cười khổ, với trận thế này chỉ e đến một con kiến nằm trong tam giác cũng không bỏ ra nổi. Ra tay đi. Đường lệ từ khẽ hít vào một hơi rồi từ từ thở ra. Tối nay người muốn giết ta, chắc chắn không chỉ có ba vị tôn giá lâm song song cười nhạt ha ha nghe nói đến đường lệ từ thông minh tuyệt đỉnh ngươi hãy tự đoán xem ai sẽ được chọn để giết ngươi đây đường lệ từ khẽ cười ra tay đi ra tay rồi thì dù kết quả ra sao ta và ngươi chỉ cần chấp nhận là được rồi dư khớp phượng cất giọng khàn khàn khí phách lắm nói rồi hắn đanh mặt quay sang dư phụ nhân ngươi muốn ra tay với ta sao mặt mũi dư phụ nhân trắng bệch ông ta muốn nói với ông điều này Dư khớp phượng chỉ thẳng kiếm vào dư phụ nhân. Khổ khụ, ta bảo ngươi giết người, ngươi lại to to đi theo bảo vệ y đến tận đây. Khổ khụ, tấm lòng hiếu thảo của ngươi chỉ là mèo khóc chuột, chẳng qua là lừa gạt ta thôi, nghịch tử. Dư phụ nhân giận đến run cả người. Ông, người thực sự chôn thuốc nổ ở kiếm đường, biến ông ra nông nỗi này không phải đường lệ từ, mà là hồng cô nương. Ông đã thân bại danh liệt, lại thông đồng làm bậy với phong lưu điếm thì chỉ có thể bị người ta lợi dụng đến chết mà thôi. Hủy dung mù mắt vẫn không giúp ông tỉnh ra sao? Không lẽ giết đường lệ từ có thể làm mắt ông sáng như cũ? Có thể giúp ông lấy lại danh vọng địa vị của kiếm vương sao? Dư khớp phượng chống kiếm xuống đất. Khổ khổ, ngươi thì biết cái gì, nghịch tử, ta giết cả ngươi. Hắn vừa mở miệng nói, tay áo đường lệ từ đã chắp ra sau, đôi mắt sáng của y khép hờ một trận gió nhẹ lướt qua sau lưng, thổi cho mái tóc bạch kim của Y bay phất phơ theo gió, dáng vẻ vẫn vô cùng trầm tĩnh. Lời dư khớp phượng còn chưa dứt, thanh trường kiếm đen nhánh trông như một cây gậy trong tay hắn đã đâm thẳng về phía trước, kiếm khí lay động, mái tóc bạch kim lướt nhẹ trong gió của Đường Lệ từ tức thì bị chém ngang. Thế kiếm này ngông cuồng hùng hậu, cùng loại với kiếm dài tám thước của Cuồng Lan vô hành, nhưng lại có cảm giác hào hùng hơn đôi bàn tay nhanh nhẹn của người áo đen đã chạm đến lưng đường lệ từ vừa rồi đường lệ từ nói hắn là cao thủ võ đang hắn còn chưa lên tiếng nhưng một trường này nhẹ bẫng như sợi bông cuốn theo gió quả nhiên là miên trường chính thống của võ đang hơn nữa công lực còn vô cùng thâm hậu kiếm bạc của lâm song song chỉ thẳng vào ngực dư phụ nhân kiếm xanh dường như đã xuất lại dường như chưa xuất khiến người ta không đoán ra được kiếm vương miên trưởng đồng loạt đánh tới đường lệ từ xoay người, trở tay đỡ một trường của người áo đen. Người áo đen kêu lên một tiếng rồi lui lại nửa bước, tóc tai quần áo đều dựng cả lên. Trường này của đường lệ từ đối đầu trực diện, khí thế cuồn cuộn, phong thái khoáng đạt, không hề múa may bịp bợm, trưởng lực hùng hồn mà thuần chất, thực lực sâu dày. Một kiếm của dư khớp vượng đâm tới, đường lệ từ dơ sáo lên đỡ, chỉ nghe. Keng, một tiếng, âm thanh chấn động xa trăm trưởng chấn động cả trong lòng người. Nhưng người áo đen và dư khớp phượng đều không phải hạng tầm thường, sau phút đầu bị kiêm tòa thì lập tức trở nên ăn ý với nhau, lưỡi kiếm bóng trưởng càng thêm tung hoành sắc bén. Cây sáo đồng của đường lệ từ vung lên trông đỡ từng chiêu, y dùng sức của một người trông đỡ với hai đại cao thủ, thế mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Dư phụ nhân liếc nhìn một cái, hào khí dâng lên trong lồng ngực, quát lên một tiếng. Tránh đường tiểu đào hồng lấp lánh diễm lệ, hắn lao vào đánh với lâm song song. Ánh trăng trách dần về phía đông, trong khu rừng rậm tối đen như mực còn có mấy chục đôi mắt đang lẳng lặng dõi theo trận chiến này. Mấy chục cây trường cung đen sấm, mấy chục mũi đoàn tiễn đang gài sẵn trong rừng, cánh tay kéo dây cung đều vô cùng vững chãi, từng tấc từng tấc, từng phân từng phân, kéo cung không gây một tiếng động, chẳng bao lâu sau đã kéo căng hết nấc mũi tên không chỉ nhắm vào đường lệ tư, mà còn nhắm vào dư phụ nhân, thậm chí là từng phân từng tấc trong khoảnh đất trống chưa đầy hai trượng của khu rừng này. Tiếng keng keng vang lên không ngừng, đối mặt với thế gọng kìm ngày càng nhịp nhàng của dư khớp phượng và kẻ áo đen, đường lệ tư dần chuyển sang thế phòng thủ. Thời gian sáo đồng va chạm với trường kiếm ngày càng ngắn, đỡ đòn ngày càng nhanh, cũng có nghĩa là lưỡi kiếm ngày càng gần với người rồi dư phụ nhân có lòng muốn giúp đỡ nhưng lâm song song tuy chỉ còn năm thành công lực cũng chẳng phải đối thủ dễ sơi không thể phân tâm được đúng lúc này người áo đen tung ra một trường chật vật chạm vào lưng đường lệ từ còn chưa dùng lực đường lệ từ đã kêu lên một tiếng rồi loạn choạng lao về phía trước vài bước người áo đen ngẩn ra hắn còn chưa dùng lực sao đường lệ từ đã bị thương trong nháy mắt hoang mang chưa rõ vài chục mũi tên đen trong rừng đã vèo vèo phóng ra, bắn vào đường lệ từ còn đang loạn choạng. Sau khi bắn tên thì cả người áo đen, dư khớp phượng và lâm song song đều buộc phải ra đòn đỡ tên. Chỉ trong nháy mắt, dư phụ nhân cảm thấy eo mình bị siết lại, đường lệ từ đã kẹp hắn lên, thân hình bay vút như chim nhạn, xuyên qua bộ ba người áo đen, dư khớp phượng và lâm song song, vọt thẳng vào trong rừng rậm. À, cung thủ nấp trong rừng đã bắn tên ra, muốn lắp loạt tên mới thì không kịp nữa người áo đen bừng tỉnh lập tức la lớn với dư khớp phượng và lâm song song ba kiếm một trường dồn toàn lực bổ vào lưng đường lệ từ trong bóng đêm bộ đồ trắng của đường lệ từ trở nên rất dễ nhận biết dư phụ nhân tái mặt trên đời này có ai chống đỡ nổi một đòn do ba người này hợp lực đánh ra đâu Tùy đánh lầu ắt sẽ thua nhưng mạo hiểm vượt qua ải này thì còn chết nhanh hơn hắn còn chưa nghĩ xong chợt nghe một tiếng. Bụp. Kinh thiên động địa, nơi ba kiếm một trường mà người áo đen, dư khớp phượng và lâm song song cùng nhau đánh vào bỗng bay lên một mảnh vải đỏ. Vật kia tựa như lụa mà không phải lụa, trơn nhẵn lại dẻo dai, người áo đen rút miên trường lại, song kiếm của lâm song song đâm vào mảnh vải không gây hư hại gì, mà kiếm của dư phượng xuất ra uy lực đến thế cũng chỉ làm thủng một lỗ bằng hạt đào. Ba người thấy tình thế không ổn liền đua nhau lùi lại, Mảnh vải đỏ bay lên rồi mất tích trong rừng rậm cùng với Đường Lệ Từ. Vừa rồi ba người hợp công, dưới tầng áo trắng của Đường Lệ từ đột nhiên phóng ra hai mảnh vải đỏ rất rộng đối xứng nhau, đao kiếm không thể làm rách, kèm theo chân lực rồi rào bên trong dâng lên cuồn cuộn, hoàn toàn che đi tầm mắt ba người kia, giống như bỗng dưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ trên lưng. Mảnh vải đỏ này không chỉ đỡ được một đòn hợp kích của ba người mà còn chặn lại những mũi ám tiễn từ rừng sâu bắn tới. Không biết nó là vật gì, hơn nữa chất liệu còn vô cùng mềm mại êm ái, bung lên rồi biến mất cùng đường lệ tư. Đó là thứ gì vậy? Lâm song song sợ hãi hỏi, người áo đen chỉ lắc đầu, yên lặng không đáp. Dư khớp phượng ho lên khù khủ. Ha ha, không ngờ đường lệ từ còn mang theo trí bảo bên người, chẳng trách y không sợ gì hết. Có vật này trong người, đao kiếm khó mà đả thương, muốn giết y chỉ còn cách vứt hết đao kiếm, vận dụng quyền cước. Lâm song song ảm đạm nói. Nếu là bảo giáp hộ thân, sao lại rộng dài như thế? Đó rõ ràng là một mảnh vải. Dư khớp phượng lạnh lùng nhìn hắn, biết hắn đang nghĩ gì, chỉ hờ hững nói. Đúng vậy, nếu ngươi lấy được mảnh vải đỏ kia thì ít nhất có thể làm ra hai tấm bảo giáp, giá trị không đong đếm nổi. Trong mắt lâm song song đã ánh lên vẻ tham tham thèm khát. Trong rừng rậm, mảnh vải đỏ tung bay sau lưng đường lệ từ lao nhanh về phía trước mảnh vải đỏ vừa dài vừa rộng ấy vừa bay lên lại rơi xuống y cũng không quay đầu lại chỉ giật tay một cái để quấn tấm vải quanh người vài vòng che đi màu trắng trên áo hoàn toàn ẩn mình vào bóng tối dư phụ nhân bị lực tay vững vàng của y kẹp lại đồng thời dồn toàn lực chạy lên đỉnh núi trong lòng kinh hãi y phát hiện ra trong rừng có trận địa tên từ bao giờ mà y lấy đâu ra tự tin có thể một mình chống đỡ lại ba người hợp sức. Mảnh vải đỏ đột ngột bung ra sau lưng y rốt cuộc là thứ gì? Phiêu hồng trùng lĩnh, mảnh vải dệt độc nhất vô nhị trên đời này. Đường lệ từ dường như biết hắn đang nghĩ gì, bỗng nhẹ nhàng nói. Đao kiếm khó đâm rách, nếu không phải kiếm của dư khớp phượng thì không ai có thể làm xước dù chỉ một vết. Dư phụ nhân vỗ vỗ tay y, ý bảo mình không bị thương nặng chân có thể đuổi theo tốc độ của y. Đường lệ từ buông hắn ra, hai người vừa sánh vai nhau chạy vù vù vừa nói. Hóa ra người đã tính kỹ đường lui từ đầu, miếng trùng lĩnh này lại có thể hóa dài trường kinh của võ đang miên trưởng, xua tan kiếm khí của quỷ thần song kiếm, lợi hại quá chừng. Đường lệ từ khẽ cười. Nó chỉ được cái dài thôi, được chân lực của ta mở bung rồi rũ ra thì dài khoảng 10 trường. Võ đang miên trưởng không phải là trường lực truyền đi cách không, Vượt quá khoảng cách 10 trượng thì võ đang miên trưởng với quỷ thần song kiếm còn làm nên cơm cháo gì. Trong lúc Phiêu Hồng trùng lĩnh sau lưng được chân lực của y mở bung ra, thì Đường Lệ từ đã xách người lao đi chừng 10 trượng. Nhờ mảnh vải đỏ che chắn tầm mắt mà đòn hợp kích của ba người tính toán sai lầm, đòn đánh rơi vào khoảng không. Chỉ một nháy mắt tính sai, một nháy mắt bỏ lỡ, gần như đã tạo ra một thần thoại võ lâm. Dư phụ nhân thở hắt ra một hơi. Ngươi đánh cược vào vận may. Đường lệ từ mỉm cười. Đúng vậy. Dư phụ nhân hỏi. Lỡ đâu thất bại, lỡ đâu bọn họ không bị mảng vải đỏ ảnh hưởng mà lập tức đuổi theo, thì ngươi tính thế nào? Đường lệ từ ôn nhu đáp. Ngoài trừ biết đánh cược, ta còn biết liều mạng nữa. Liều mạng, dư phụ nhân lẳng lặng chạy về phía trước, nghi vấn trong lòng lại dâng lên lần nữa. Y là người có thể vì một chữ nghĩa mà dấn thân vào nước sôi lửa bỏng. Bỏ mình vì nghĩa sao? Nháy mắt đã lên đến đỉnh núi, nơi gọi là trà hoa lao nằm dưới tán cây hoa trà, muốn tìm được cửa vào thì trước hết phải tìm ra cây hoa trà. Nhưng hai người còn chưa gặp cây hoa trà nào đã thấy một hang động lớn trên đỉnh núi. Thật ra cũng không hẳn là hang động lớn, chỉ là một cái hang lớn hơn thân người một chút thôi, mang dáng vẻ của một cái phễu tự nhiên. Cửa vào trên đỉnh núi khá lớn mà lối đi sâu vào trong lòng núi lại tương đối nhỏ nếu có người bất cần trượt chân ngã vào cái động này thì nhất định sẽ trượt thẳng xuống đáy phễu chỉ một lát sau là rơi vào lòng núi dư phụ nhân và đường lệ từ tiến đến gần hang động kia dưới ánh trăng bất ngờ xuất hiện ba chữ trà hoa lao to đùng màu đỏ máu khắc lên phía mặt hang đón ánh trăng mà giữa ba chữ trà hoa lao lại có một vết chày màu trắng hướng thẳng xuống lòng động không biết là có ý gì Trà hoa lao, đây chính là trà hoa lao. Dư phụ nhân ho khan vài tiếng. Khổ khổ, không tự mình đi xuống thì không thể biết tình hình dưới kia thế nào. Ánh mắt đường lệ từ xoay chuyển, nơi này bốn bề tĩnh mịch, không gặp lấy một người lính gác, cỏ cây tươi tốt như đồng hoang, mọc lên đều đặn ngay ngắn dị thường, hết thảy đều cao chừng hai thước, nhưng không thấy cây hoa trà nào cả. Người đang nhìn gì vậy? Dư phụ nhân hít vào một hơi, ổn định lại chân khí trong cơ thể đang rối loạn. Vụ nổ ban nãy đã làm hắn bị thương, nội tức đến giờ vẫn chưa điều hòa. Hoa trà. Đường lệ từ đáp. Hoa trà. Dư phụ nhân cau mày. Ba người lâm song song chẳng mấy chốc mà đuổi tới nơi. Đường lệ từ không vào ngục cứu người mà lại đứng đây ngắm hoa trà ư? Ánh mắt đường lệ từ rơi vào vết đất đào bới lộn xộn, còn mới ở cửa hang. Nơi này vốn có một cây hoa trà dư phụ nhân ho vài tiếng khổ khổ vậy thì sao cha ta và mấy kẻ kia sắp đuổi đến đây rồi ánh mắt đường lệ từ truyền sang một tảng đá lớn cách đó không xa chỗ đó có vết đao sắc cứa vào mắt dư phụ nhân truyền tầm nhìn đúng là trên tảng đá gần đó có mấy vết chảy xước do binh khí gây ra có người từng động thù ở đây vừa nói dứt lời chợt cảm thấy sau lưng nóng lên đường lệ từ đã đặt tay trái lên lưng hắn truyền vào một luồng chân lực. Lần này không phải y kéo theo hắn nhảy xuống trà hoa lao, mà là thúc đẩy chân lực hắn lưu truyền. Trong phút chốc đà thông 12 đại huyệt, khí huyết chịu chấn động đang ngưng trệ bỗng dưng thông suốt, lại nghe đường lệ từ nói. Trên đá có vụn bạc lấm tấm, vết cứa vào đá sâu nửa tấc là nhất hoàn độ nguyệt của trì vân. Cây hoa trà bị nhổ tận gốc, cỏ cây bị phạt một đoạn, hiển nhiên không phải do nhất hoàn độ nguyệt gây ra, hơn nữa vết đao trong động này. Y khẽ thì thào. Là sao chứ? Dư phụ nhân hạ giọng đáp. Có người ra tay với chỉ vân ở đây, chỉ vân không đánh lại được, bị ép rơi xuống động. Nói ra những lời này khiến lòng hắn nặng nề, bản lĩnh thiên thượng vân cao đến đâu, là kẻ nào đủ sức ép hắn nhảy xuống trà hoa lao. Mà rơi vào tình cảnh nào hắn mới phải nhảy xuống trà hoa lao chứ? Tức là vào thời điểm nhảy xuống, hắn còn chưa mất sức phản kháng vẫn còn dùng một thanh đao cắm vào vách hang để giảm tốc độ rơi xuống. Đường lệ từ chậm rãi nói. Phạt đầu ngay ngắn cả một mảng cỏ hoang rộng lớn thế này, rồi còn nhỏ tận gốc cây hoa trà, không giống do một người làm, ta đoán phải cần vài người hợp sức. Bên ngoài trà hoa lao, vẫn thuộc quyền của chủ lao. Dư phụ nhân dợn tóc gáy vì phát hiện này, là ai có thể tụ tập bên ngoài trà hoa lao, ép chỉ vân rơi xuống ngục. Trừ phi là chủ nhân trà hoa lao. Ha ha ha, chỉ dựa vào vài dấu vết mà có thể suy đoán như vậy, khiến ta phải thốt lên không biết đường công tử ngươi thông minh tuyệt đỉnh hay là ngu dốt không ai bằng đây. Trong đồng cỏ hoang dưới ánh trăng sáng hiện lên một bóng người màu xám mờ mờ ảo ảo, bình thản nói. Trà hoa lao là nơi quan trọng của thiên hạ, cứ coi như ta ép chỉ vân rơi xuống đi chăng nữa, thì không lẽ ngươi muốn phạm vào sai lầm lớn nhất trên đời là phá vỡ trần của trà hoa lao, thả trọng phạm giang hồ chỉ để cứu một mình chỉ vân. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn vẹn toàn tình nghĩa bạn bè thì tự mình nhảy xuống kia với hắn cũng được một ngày ba bữa cơm canh trà hoa lao chắc chắn sẽ chuẩn bị chu toàn cho đường công tử ồ đường lệ từ gỡ tấm vải đỏ đang quấn quanh người ra thu nó vào trong ngực nghe giọng điệu này thì có vẻ ngươi tin chắc sẽ giết được ta dư phụ nhân ngắm nghía người vừa đến kẻ này đeo một tấm mặt nạ trắng toát hình như làm bằng xứ không vẽ ngũ quan giống như một gương mặt không mũi miệng ngươi là ai võ lâm trung nguyên đâu có nhân vật nào như thế tự xưng là chủ nhân trà hoa lao quả đúng là trò cười cho thiên hạ người mặt nạ sứ chắp tay rào bước đi tới ha ha thằng trẻ danh tí tuổi đầu đã dám ăn nói bậy bạ về nhân vật trong võ lâm trung nguyên vừa nực cười vừa đáng tiếc hắn chỉ vào dư phụ nhân ngươi là con trai dư khớp phượng ta với ngươi không cùng đẳng cấp muốn giết ngươi cũng nên để lão ta tự mình ra tay còn ngươi ấy à tay còn lại của hắn nâng lên chỉ vào đường lệ tư. Với tu vi và trí tuệ của đường công tử đủ để đánh một trận, ra tay đi. Cho lão phu được lĩnh giáo hoán công đại pháp và thuật âm sát của ngươi. Gió đêm thổi qua, sao răng khắp trốn, trăng sáng treo cao. Đường lệ từ cầm sáo đồng trên tay, đưa tay khẽ đẩy dư phụ nhân ra sau lưng mình. Xuất kiếm đi. Gió đêm mát rượi, mang theo chút xe lạnh đầu thu trong khi đường lệ từ sông vào trà hoa lao, thì phổ châu đã thu dọn xong bọc hành lý đơn giản, đang định ngày mai trở về thiếu lâm tự. Lúc canh hai, hắn nhắm mắt tĩnh tọa như mọi ngày, dùng tấm lòng chứng Phật, chân khí vận hành khiến thính lực trở nên nhạy bén vô cùng, gần như có thể nghe được từng tiếng động khẽ khàng trong vòng trăm trương. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng cửa sổ kẽo kẹt, những âm thanh tuần hoàn của vạn vật là khúc nhạc hay cũng là âm thanh của Phật mà biết đâu. Cũng là tâm ma, phải xem người chứng Phật hiểu nó thế nào, hành động thế nào. Đột nhiên, ở chốn xa xôi nào đó vang vẳng truyền đến tiếng hát khe khẽ, có người đang hát. Tại sao, ai nói gần đây ta thay đổi quá nhiều? Sự thành thực thật ra đơn giản đến nỗi làm tổn thương người ta ngày càng lâu. Ta ư, chỉ là pho tượng gỗ người ta dâng lên bệ thờ thần trong thành phố, giả đến nỗi không thực hiện nổi bất cứ lời khẩn cầu nào giọng hát dịu dàng ấm áp, dường như mang theo chút ủ rũ, lại thêm chút đau lòng, là tiếng hát của Tây Phương Đào. Đây là bài ca mà Đường Lệ Từ đã hát ngày ấy. Đêm đó Phổ Châu nghe bài ca này chỉ lọt vào tai mà không thấm vào lòng, nhưng tối nay đột ngột nghe thấy thì lập tức nhớ ra, không ngờ đêm đó mới chỉ nghe một lần mà Tây Phương Đào đã thuộc lâu lâu cả bài. Hắn ngồi xếp bằng nghe giọng nàng xa thăm thẳm. Ta nào phải Phật đứng trên vũ đài phổ độ chúng sinh. Ta nào phải ma quỷ dưới suối vàng mê hoặc hồn phách con người. Ta nắm giữ đất phồn hoa mà không thể nghỉ lại, ngày ngày ta tính trăm mưu ngàn kế, nhưng không sao tính được ý trời. Năm ngón tay chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, trời đất quay cuồng phải bước tiếp như thế nào đây? Người hát dường như có chút bùi ngùi, lại thêm mấy phần đau thương, phổ châu vốn không muốn nghe, nhưng lời ca cứ lọt vào tay rành giọt từng chữ, muốn coi như gió thoảng mây trôi mà không được rằng co hồi lâu đành mở mắt ra bỏ qua việc ngồi thiền ai hát xong rồi đằng xa lại truyền đến tiếng thở dài rất khẽ sau đó bốn bề rơi vào yên lặng phổ châu xuống giường đi mấy bước đứng trong phòng ngắm trăng sáng giờ ngồi thiền tiếp không được mà không ngồi tiếp cũng không xong tóm lại hắn chằn chọc mất ngủ một bóng người đi ngang qua cửa sổ phòng phổ châu phổ châu chăm chú nhìn thì ra là thành ôn bào ấn đường hắn xưa nay vẫn lạnh nhạt giờ lại thấp thoáng nét ưu tư, đi một mạch về hướng phòng thiệu diên bình. Có chuyện gì mà khiến thành ôn bào lén lút đến bàn luận với thiệu diên bình giữa đêm hôm khuya khoát. Phổ châu không đi theo, nhưng cõi lòng vốn trong veo chợt dâm lên vô vàn ý nghĩ lộn xộn. Một câu hỏi nảy ra thì sẽ có câu hỏi thứ hai xuất hiện. Nàng, sao nàng lại hát bài ca kia? Bài ca kia rất đặc biệt à? Rốt cuộc nàng hát gì nhỉ? vì sao nàng nghe một lần đã thuộc, nhưng vì sao mình cũng nhớ, sao nàng còn chưa ngủ, sao thành ôn bào vẫn thức, sao thiệu diên bình không ngủ đi, trong cơn hoang mang, chỉ cảm thấy ngàn vạn tâm tư phút chốc dâng lên trong lòng, tay phổ châu đè lên ngực, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán tim đập thình thình không thể kiềm chế. Sau một lúc lâu, phổ châu lầm bầm niệm A-di-đà Phật, vẫn khi định thần, phải qua hơn nửa canh giờ mới lấy lại bình tĩnh chậm rãi thở ra một hơi. Hắn bị làm sao thế này? Canh hai gần chuyển sang canh ba, và lúc bầu trời đang tăm tối nhất thì Thiệu Diên bình gượng cười ngồi uống trà. Hắn đang đợi thành ôn bào, đợi hai canh giờ rồi, uống năm sáu bình trà, đi thăm nhà vệ sinh mấy lần, thành ôn bào mà còn không đến thì hắn phải đổi sang uống rượu mất thôi. Hai tiếng cốc cốc vang lên. Vào đi. Thiệu Diên Bình thở hắt ra. Thành đại hiệp hẹn gặp không biết có chuyện quan trọng gì. Buổi chiều hôm nay, thành ôn bào đột ngột nói với hắn bốn chữ. Nửa đêm, có việc. Chỉ vậy thôi đủ khiến hắn trằn chọc không ngủ nổi, khổ sở ngồi đợi ở đây. Mà chuyện thành ôn bào muốn nói, hắn lại không thể không nghe. Việc khiến thành ôn bào phải để ý thì nhất định là vô cùng quan trọng. Thành ôn bào đẩy cửa bước vào, thiệu diên bình cười gương. Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhảy cửa sổ vào cơ. Thành ôn bào thản nhiên đáp. Ta không phải kẻ gian. Thiệu Diên Bình bật cười ha ha. Phòng này của ta có cửa lớn cửa sổ hay không có cách cửa nào, đối với Thành Đại Hiệp thì cũng như nhau, việc gì phải để ý. Gõ cửa là khách khí quá rồi, ngồi đi. Thành ôn bào ngồi xuống. Ngày mai ta cũng phải đi. Thiệu Diên Bình gật đầu, việc lớn ở núi Hảo Vân đã xong, các vị không định thường trú ở núi Hảo Vân, đương nhiên muốn ai về nhà nấy thôi. Ngoài chuyện phải đi, hình như Thành Đại Hiệp còn có chuyện gì khó nói. Không phải chuyện khó nói thì cần gì phải nói lúc nửa đêm. Thành ôn bào hờ hững liếc nhìn hắn. Ta phải về sư môn hỏi thăm sức khỏe sư đệ. Thiệu Diên Bình há hốc mồm, chuyện này cũng cần nói lúc nửa đêm à, đành cười ha ha. Ha ha, cũng đúng, kiếm hội làm chế nải hành trình của Thành Đại Hiệp cũng lâu rồi, thật là ngại quá, ngại quá đi. Thành Ôn Bào nâng chén trà lên uống một ngụm, bất ngờ nói: "Hôm nay?" Thiệu Diên Bình hỏi: "Làm sao?" Ngừng lại một chút, Thành Ôn Bào mới nói tiếp: "Hôm nay, ta thấy Đường Lệ Từ và Tây Phương Đào ở trong phòng." Hắn ậm ừ không nói hết câu, ngụ ý cũng đã rõ ràng, ngụm trà trong miệng Thiệu Diên Bình phun ra ngoài. Khổ khổ, sao cơ?" Thành Ôn Bào nhàn nhạt, nhạt nói tiếp: "Ở trong phòng thân mật" Thiệu Diên Bình rút khăn tay ra lau mặt. Chuyện này tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng là chuyện riêng của Đường công tử. Đường công tử Phong Lưu Tuấn nhã, đào cô nương xinh đẹp như hoa, đương nhiên là Thành Ôn bào lạnh lùng nói: "Nếu là chuyện riêng thì việc gì ta phải đến đây? Tây Phương Đào Lai Lịch không rõ, nàng ta tự xưng là nhất đào tam sắc trong thất hoa vân hành khách, mà nhất đào tam sắc rõ ràng là một gã đàn ông, trong câu chuyện này còn nhiều điểm mâu thuẫn." nàng ta có thể nằm vùng nhiều năm trong phong lưu điếm, vì sao không thể nằm vùng trong kiếm hội. Đường lệ từ trẻ tuổi phong lưu, nếu bị nữ tử này dụ dỗ thì đâu phải là chuyện tốt với võ lâm trung nguyên. Thiệu Diên Bình vuốt vuốt ngực. Người muốn ta chia rẽ đôi uyên ương này hả, e là ta không làm được đâu. Đường công tử là nhân vật cỡ nào, y muốn giao lưu tình cảm, làm sao ta phá hoại bầu không khí được. Thành ôn bào lạnh lùng nói. Ngày mai ta phải đi rồi, cái cô Tây Phương Đào này qua lại thân thiết với Phổ Châu, lại còn dây dưa mập mờ với đường lệ từ, tâm cơ sâu xa, ngươi phải cẩn thận. Thiệu Diên Bình lại lấy khăn tay lau mặt. Ta biết rồi, đúng là trách nhiệm nặng nề, ẩy. Thành ôn bào đứng dậy xoay người ra khỏi phòng, vừa bước ra đến cửa là không thấy bóng dáng đâu nữa, thân pháp nhanh còn hơn cả ma quỷ. Thiệu Diên Bình cười khổ nhìn bình trà, đường lệ từ với Tây Phương Đào Hà mọi chuyện đúng là ngày càng phức tạp, ngày càng kỳ quái. Vị công tử này thật sự coi trọng dung mạo xinh đẹp của Tây Phương Đào à? Hay còn có nguyên nhân khác, nếu Y đang dần thân thiết với Tây Phương Đào thì A Thùy là thế nào đây? Muốn hắn phái 10 nữ đệ tử kiếm hội đưa người ta về Lạc Dương, lại muốn đồng hồ bút đích thân đưa thư đến phủ thừa tướng, đường lệ từ vì A Thùy mà lo liệu chu đáo tỉ mỉ, lẽ nào chỉ là một món nợ phong lưu nho nhỏ mà thôi? vị công tử này tâm cơ thâm trầm nắm trong tay giang hồ biến ảo khôn lường thế mà vẫn còn tâm trạng đi thả thính khắp nơi thật khiến người ta bái phục thong thả rót cho mình một chén trà thiệu diên bình ngắm nghía chén trà trong tay nước trà sóng sánh phản chiếu ánh đèn lấp loáng bỗng hắn thấy một cặp mắt in bóng trong nước liền giật mình quay phát lại chỉ thấy một bóng người vút qua cửa sổ rồi biến mất thấp thoáng như yêu ma thiệu diên bình nhanh chóng đuổi theo ngoài cửa trống không gió lùa trăng sáng hình như không có gì cả nhưng vừa rồi rõ ràng có một đôi mắt ngoài cửa sổ nhòm trộm vào hơn nữa rất có thể khi thành ôn bào nói chuyện với hắn đôi mắt kia đã ở đó rồi là kẻ nào có thể nấp ngoài cửa sổ mà họ không phát hiện ra là kẻ nào đêm hôm khuya khoát theo dõi hành tung của hai người họ là kẻ nào dám nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người nếu hắn đúng là người sống thì phải là một ma đầu đáng sợ đến đâu thiệu diên bình xoay mòng mòng giữa trăm ngàn ý nghĩ đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh nhớ đến chuyện chủ mưu của phong liêu điếm còn chưa chết mà uyển úc nguyệt đán đã nói trong thư hắn không cười nổi nữa vội vã chạy sang phòng đường lệ từ nhảy vọt mấy bước đã xông vào phòng đường lệ từ thiệu diên bình lại thấy cả phòng lặng mắt không một bóng người đường lệ từ không ở đây ánh trăng từ ngoài cửa rót vào trong phòng mặt đất mờ ảo xương trắng. Chợt có bóng đen lướt qua, Thiệu Diên Bình quay đầu lại, một người mặc áo đen đội mũ đen che kín mặt, cách ăn mặc giống hệt liệu nhãn đang lặng lẽ đứng ở cửa. Kẻ này không gây một tiếng động, chỉ toát ra một luồng sát khí âm u lạnh lẽo thấu xương, theo gió thổi vào Thiệu Diên Bình đứng đối diện. Hỏng bét rồi, Thiệu Diên Bình dùng mình ớn lạnh, lùi lại một bước. Hắn không mang theo kiếm, Phổ châu và thành ôn bào đã có ý định rời đi đường lệ từ lại mất tâm mất tích người trước mặt hiển nhiên có công lực rất cao xuất hiện như vậy chắc chắn có ý định giết người biết làm sao bây giờ xuất kiếm đi đường lệ từ dơ sáo đồng ngăn dư dư phụ nhân lại phía sau ôn hòa nói gió đêm xào sạc lướt qua mặt lành lạnh sắc trời tối đen như mực mà trăng sao lại sáng vô cùng dư phụ nhân có lòng muốn giúp đỡ nhưng biết trình độ của mình thua xa đường lệ từ, chỉ đành đứng yên một bên trợ trận cho y. Chiêu thứ nhất, người mặt nạ sứ đeo kiếm nơi thắt lưng, không định rút kiếm, hai tay tạo thế, giao nhau trước ngực, năm món tay như tóm mà không phải tóm, như cào mà không phải cào, chỉ hơi cong lại, xoay cổ tay nhẹ nhàng đầy về phía trước. Đại quân chế lục hợp. Dư phụ nguyên cách người này chừng 10 bước đã cảm nhận được một luồng kình phong bức người táp thẳng vào mặt. Dường như gió tây thổi qua đỉnh núi đều đổi hướng thành gió đông, chiều này còn chưa ra được một nửa mà khí thế đã lấn lướt đối phương. Đường Lệ từ chậm rãi tiến lên, đối mặt với song trường uy lực cỡ này, y lại dám xông lên trực diện, xuất trường đỡ lại. Một trường đẩy ra, không trung vang lên những tiếng lách tách rất khẽ, cỏ trên mặt đất gãy rạp, mảnh vụn bay tán loạn. Người mặt nạ sứ lại đảo chiều song trường, trong nháy mắt đã hình thành thế ba trường rằng co dư phụ nhân lập tức biến sắc, cái đó vang lên một tiếng trầm um. thấp, ba trường đập vào nhau, không rằng co lâu như hắn tưởng tượng, trái lại hai bên đều lùi về một bước, kẻ tám lạng người nửa cân, người mặt nạ sứ khen công phu hay lắm, hoán công đại pháp quả nhiên là tuyệt học kinh thế, vãng sinh phổ quả nhiên là kỳ thư phi phàm, để lão phu đoán thử xem, người dạy võ công cho ngươi là bạch nam châu à? Dư phụ nhân nghe vậy thì chấn động trong lòng, ác ma giết người vô số, khơi lên đại loạn giang hồ trước đây không lâu lại là sư phụ của đường lệ tư. Đường lệ tư lùi lại thu trường, chắp tay mỉm cười. Tiền bối cũng rất phi phàm, lại có thể nhìn ra nguồn gốc sư môn của ta chỉ trong một chiêu. Y nói vậy tức là thừa nhận rồi, dư phụ nhân thở dài, bạch nam châu nhiều lắm chỉ hơn đường lệ từ mấy tuổi, sao lại làm sư phụ của Y được? Người mặt nạ sứ bật cười ha hả Ngay đến Bạch Nam Châu cũng chưa chắc có được công phu như ngươi. Năm đó không giết được Bạch Nam Châu, bây giờ giết ngươi cũng thế, nhìn cho kỹ đi, chiều thứ hai. Tay phải hắn nhanh chóng nắm lại thành quyền, chân phải đá xoáy, kế đó một tiếng. Đoạch. Dùng truyền trời đất, cước này đá vào hư không, miệng lạnh lùng hô. Lương tá tham vạn cơ. Đường lệ từ xoay người né tránh, cú đá này nhìn như đá vào hư không nhưng lại cuốn theo cắt đá, lá cỏ, cành cây trên mặt đất. Nếu chủ quan coi đây là cú đá hụt thì át sẽ để những thứ linh tinh vụn vặt mang theo kinh lực cực lớn kia xuyên qua thân thể, chết ngay tại chỗ. Tránh được một chiêu này, người mặt nạ sứ rút trường kiếm ra khỏi bao, mở miệng ngâm nga. Đại nghiệp vĩnh khai thái. Ánh kiếm trói mắt, trong đó có ba tia sáng lạnh lẽo sợ người. Dư phụ nhân hoảng sợ tái mặt kiếm của người mặt nạ sứ này không ngờ lại là một thanh kiếm có ba mũi. Ba lưỡi kiếm gắn trên cùng một chuôi, kiếm vung ra như hoa. Người thường vung một chiêu kiếm có thể vẽ ra hai ba ảo ảnh, mà hắn vung một kiếm có thể tạo ra tám chín ảo ảnh, chôn giấu bảy tám chục đường lui. Đường lệ từ vẫn còn lơ lửng giữa không trung chưa chạm đất, chiêu kiếm này của người mặt nạ sứ có thể coi là đánh lén. Chợt nghe có tiếng sáo đồng bay vút đi trong gió, keng 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 ba tiếng đường lệ từ đã đỡ được một chiêu của tam hoa kiếm mượn thế bay ra xa mỉm cười nói đây rõ ràng là đoàn đao thập tam hành vì tiền bối lại đặt một cái tên khác quả nhiên không giống người thường người mặt nạ sứ thoáng khượng lại đường lệ từ vừa mở miệng gọi vi tiền bối dư phụ nhân lập tức kêu lên mặt hơi tái đi vi bi ngâm quái nhân đeo mặt nạ sứ tay cầm trường kiếm nhưng lại thi triển công phu của đoàn đao hóa ra là vi bi ngâm. Nghe nói người này đã bị thương dưới tay hai người dung ẩn và giật tu trong trận đánh ở Giang Nam Sơn Trang, sau đó mất tích, hóa ra lại trốn ở đây làm chủ nhân trà hoa lao gì đó, thật khó lòng tưởng tượng, trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Võ công vi bi ngâm nổi danh thiên hạ, năm đó dung ẩn và giật tu hợp lực mới khiến hắn trọng thương. Mà giờ đây chỉ có một mình đường lệ từ đối đầu với hắn, có thể may mắn thoát nạn không lưỡi kiếm vi bi ngâm xé gió chiêu thức đoàn đao đã bị nhìn thấu nên hắn cũng không giả vờ nữa đâm ra ba kiếm liên tiếp đường lệ từ có thể nhìn thấu thân phận của hắn trong vòng ba chiêu người này không thể không giết đúng lúc ba lưỡi kiếm của vi bi ngâm đâm ra hóa thành chín kiếm thì có ba bóng người nhảy phát ra từ rừng cây bao vây xung quanh đường lệ từ chính là dư khớp phượng lâm song song và kẻ áo đen kia sắc mặt dư phụ nhân đã tái trắng. Đường lệ từ tuyệt đối không phải là đối thủ của Vi Bi ngâm cộng thêm ba người này phải làm thế nào đây? Lúc này dù nhảy xuống trà hoa lao thì cũng là cho bốn kẻ này cơ hội chặn kín cửa hang. nhốt Đường lệ từ trong mục. chắc hẳn Chỉ Vân cũng bị mấy tên này vây khốn, bị ép nhảy xuống. Đường lệ từ thấy bốn người kia vây quanh mình, khóe môi lại cong lên. cùng lên hết đi. nói đến đây lập tức có ba thanh kiếm nhắm vào y hai thanh là song kiếm của lâm song song, thanh còn lại là trường kiếm của vi bi ngâm, ba kiếm cùng ra chiêu, uy lực vang dội. Một tiếng, đoạch, vang lên giòn giã, vạt áo trước ngực đường lệ từ rách tan, lộ ra một góc lụa đỏ. Dư phụ nhân tung người nhảy lên, tiểu đào hồng sáng lấp loáng đỡ lấy một kiếm của lâm song song. Chỉ nghe một tiếng, xoẹt, tiểu đào hồng sắc bén vô cùng, kiếm xanh của lâm song song lập tức gãy làm đôi dư phụ nhân cũng phải lùi lại hai bước thở dốc không ngừng trong nháy mắt ấy đường lệ từ đưa sáo lên miệng dư khớp phượng nhanh tay lẹ mắt đâm kiếm nhằm vào cổ tay y bóng người áo đen tựa như ma quỷ dựng trưởng lên định tóm lấy tay y dư phụ nhân quát lên một tiếng ánh kiếm bùng nổ dùng thuật ngự kiếm phóng lên cao dốc sức ngăn cản đòn liên thủ này của hai người nhưng đúng lúc này có tiếng sáo vút lên xuyên qua không trung âm thanh trong trẻo lạ thường Tiếng sáo vừa cất lên, Vi Bi ngâm vội vã lùi về, dùng cả hai tay bưng tai, vận công ra sức kháng cử lại chiêu âm sát của Đường Lệ Từ. Người áo đen cũng vội vã rút lui, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Dư Khớp Phượng đưa tay che tai, cười gằn một tiếng rồi vẫn đâm kiếm về phía y. Chỉ có Lâm Song song công lực đang bị hạn chế là không chịu ảnh hưởng quá lớn, ba kiếm liên hoàn vẫn ác liệt như xưa. Thuận âm sát của Đường Lệ Từ không phân biệt địch ta, dư phụ nhân đỡ được hai chiêu thì cạn kiệt sức lực chỉ cảm thấy trời quay đất cuồng ngửa mặt lên trời ngã xuống nhanh chóng mất đi chi giác bên tai hắn vẫn nghe tiếng kiếm rít lên không ngừng tiếng sáo dường như vừa nâng lên thêm mấy tông sau đó là một khoảng không tăm tối chẳng biết đã qua bao lâu chân khí bỗng vận hành thông suốt một luồng chân lực ấm áp nhu hòa truyền vào ngực hắn thúc đẩy khí huyết hắn lưu thông chậm rãi tuần hoàn trong thân thể dư phụ nhân ho khan vài tiếng cảm thấy miệng mình toàn mùi tanh nhưng không biết đã ói máu từ khi nào hắn mở mắt ra luồng chân khí kia đã biến mất trước mắt vẫn là đêm đen mịt mù một lúc lâu sau hắn mới nhìn ra mình đang nằm trong một hang động tự nhiên một tia sáng âm u rọi xuống từ trên đỉnh đầu cách đó khá xa lại chờ thêm một lúc nữa hắn chợt hiểu ra đây là đáy của trà hoa lao dư phụ nhân ngồi bật dậy chỉ thấy bên cạnh là một thi thể đầm đìa máu tươi cực kỳ đáng sợ, chính là Lâm Song Song. Người cảm thấy thế nào? Bên người vang lên giọng nói ôn nhu, dư phụ nhân quay phát đầu lại, đường lệ từ đang ngồi bên cạnh hắn, áo trắng trên người đã rách bươm, phiêu hồng trùng lĩnh khoác bên ngoài, trong bóng tối gần như chỉ thấy mái tóc bạch kim của y. Sau khi ta ngã xuống đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoảng hốt hỏi. Bọn họ thì sao? Tóc mai đường lệ từ hơi rối năm ba lọn tóc bạc rũ xuống bên quai hàm gò má trắng tái khóe môi khẽ cong lên bọn họ một kẻ chết một thì trọng thương còn hai tên chạy mất tim dư phụ nhân đập thình thình ai ai trọng thương đường lệ từ nhàn nhạt cười cha ngươi sắc mặt dư phụ nhân tái trắng trầm mặc một lúc lâu mới hỏi chỉ dựa vào một mình ngươi đường lệ từ gật đầu dư phụ nhân thở ra một hơi thật dài chỉ một mình đường lệ từ mà giết được lâm song song đánh trọng thương dư khớp phượng dọa cho vi bi ngâm và người áo đen kia chạy mất quả là quả đúng là hoang đường sao ngươi làm được là bọn họ ép ta nếu ta không làm được thì chẳng phải ngươi và ta đã chết từ lâu rồi sao đường lệ từ ôn nhu nói người bị ép vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được thôi dư phụ nhân cười khổ ngươi ẩy ngươi hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải, đường lệ từ đứng lên. Nếu ngươi tỉnh rồi, bên ngoài không có phục binh, không sợ bị người ta vây bắt thì đứng lên đi tiếp thôi. Dư phụ nhân cố gắng đứng dậy, vẫn cảm thấy váng đầu ù tai. Thuật âm sát kia của ngươi quả thực. Đường lệ từ khẽ cười. Quả thực vô cùng đáng sợ. Dư phụ nhân nói. Ngay cả vi bi ngâm cũng kiêng rẻ mà rút, lẽ nào không phải là vô địch thiên hạ. Đường lệ từ vẫn nhẹ nhàng cười. Vô địch thiên hạ, ha ha, đi thôi. Y đi đằng trước, bước chân thong thả. Bên dưới cửa hang dẫn vào trà hoa lao là một hang động do thiên nhiên tạo thành. Tiến lên chưa được mấy bước thì ánh sáng lờ mờ kia đã tắt hẳn, hoàn toàn rơi vào bóng đêm. Có ánh lửa chậm rãi sáng lên, đường lệ từ châm bích tiếu hỏa, dư phụ nhân cũng bước đi nhanh hơn. Hai người sánh vai đi vào hang động tầm bảy tám trường, trên đất đã bắt đầu xuất hiện xương trắng. Ban đầu chẳng qua là những mảnh xương vỡ lung tung rải rác, đi sâu thêm chừng 10 trượng đã thấy đầu lâu xương cốt chất thành từng đống. Mà nhìn tình trạng của những bộ xương khô này đều vặn vẹo co rút, có thể thấy họ chết vô cùng khổ sở, có những bộ xương còn gãy lìa, hiển nhiên là chết vì trọng thương. Hai người nhìn nhau, dư phụ nhân hạ giọng nói: "Chúng độc." Đường Lệ từ gật đầu những bộ xương trắng này chết trong tư thế quái lạ, một nửa do đao kiếm gây thương tích, nửa còn lại không có vết thương, thế mà lại chết với tư thế vặn vẹo thì hẳn là do chúng độc. Không biết trong trà hoa lao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bấy nhiêu người chết. Nơi giam cầm vô số trọng phạm giang hồ trong truyền thuyết ở đâu? Lẽ nào tất cả đều đã hóa thành xương trắng? Trên những bộ xương trắng này đều có dấu vết bị ăn mòn không phải hình thành tự nhiên mà cần có người dùng thuốc ăn mòn máu thịt để biến thi thể thành xương trắng. Dư phụ nhân cúi người nhặt một khúc xương trắng lên. Vậy tức là sau khi những người này chết, trong trà hoa lao vẫn còn người sống sót. Đường lệ từ nhìn không chớp mắt những bộ xương trắng chất thành gò trên đất. Vậy chỉ vân thì sao? Chỉ vân nằm trong số những bộ xương trắng này, hay là? Chất độc có thể dễ, tê chết nhiều người như vậy không thể là chất độc tản ra trong gió mà phải là độc lây chéo lẫn nhau. Dư phụ nhân hạ giọng nhắc: "Cẩn thận, không sao, ta bách độc bất xâm." Đường Lệ từ khẽ cười: "Tránh ra, đi theo ta." Y chắp tay đi đằng trước, dùng chân gạt đám xương tàn dưới đất, tạo ra một con đường cho Dư phụ nhân, hai người nối đuôi nhau chậm chậm đi sâu vào bên trong. Những thi hài la liệt trên đất không biết vì sao mà chết, trong trà hoa lao giam cầm vô số trọng phạm võ lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dư phụ nhân càng đi càng nghi ngờ, càng đi càng hoảng sợ, tính sơ sơ số xương cốt dưới đất đã trên dưới 500 bộ rồi, là kẻ nào muốn giết người? Là kẻ nào muốn giết nhiều người như thế? Người may mắn sống sót trong trà hoa lao là ai? Chất kịch độc dế, tê chết những người này rốt cuộc là thứ khủng khiếp gì? Bóng lưng đường lệ từ đi đằng trước bình tĩnh lạ thường, trong động không một hơi gió, bích tiếu hòa tỏa ra ánh lửa đều đều chiếu sáng từng ngõ ngách hai bên trái phải. Đi qua đống xương trắng dưới đất, một mảnh đất trống xuất hiện trong tầm mắt, toàn là đất vàng. Nhiều loại rắn rết run rế thường gặp trong hang động mà ở đây lại không thấy đâu hết, trên đất cũng không có vết máu, chỉ lưu lại một vết đau cực dài. Bốn bể trống chảy, cứ như đám xương trắng ban nãy nhau nhau chen lấn nhau chạy từ trong hang động ra ngoài, không dám dừng lại trên khoảnh đất trống này lấy một giây, nên mới đua nhau chết ở lối vào. Đằng trước có người." Dư phụ nhân khẽ nói, khi hắn mới luyện kiếm thuật đã từng học làm sát thủ, cho nên nhạy bén với tiếng động hơi thở hơn người bình thường. Đường Lệ từ khẽ cười, trước mặt chẳng những có người mà còn có không chỉ một người. Nơi ánh lửa chiếu tới, dài đất vàng kéo dài vô tận, hai người hình như đã đi được khá lâu thì trước mắt chợt hiện ra vô số mạc nhện. Dưới lòng đất nơi này không hề có muỗi, đám nhện này không biết ăn gì để sống từ nơi bắt đầu xuất hiện mạng nhện, hai bên hang động có rất nhiều cây hang nhỏ, miệng hang đặt hàng rào thép, có lẽ đây vốn là nơi giam giữ trọng phạm giang hồ. Nhưng hàng rào thép đã vỡ vụn trên đất, rách nát tả tơi, hiển nhiên đã bị người ta phá hủy. Mà đâu chỉ bị phá hủy, chúng còn bị phá hủy từ rất lâu rồi. Nhìn tình trạng này thì có vẻ như trà hoa lao đã bị phá hủy khá lâu rồi, những người bị giam vào trà hoa lao sau đó chỉ e chưa chắc đều là. Trọng phạm giang hồ, chấm. Dư phụ nhân nói. Nhưng cửa động ngoài kia cần phải có khinh công tuyệt đỉnh mới lên được. Sau khi cửa lao bị phá, trong này rồng rắn lẫn lộn, mấy trăm người chen chúc với nhau, sau đó lại chết cùng nhau. Đường lệ từ nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ngươi rất thông minh. Nghe y nói vậy, dư phụ nhân ngẩn ra, rồi lại ngại ngùng không dám nói nói thêm gì nữa. Đường lệ từ hỏi tiếp. Vết thương của ngươi thế nào rồi? đi được một đoạn chân khí cũng đã lắng xuống, tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng không còn gì đáng ngại nữa. Dư phụ nhân sực nghĩ ra một chuyện, hỏi ngược lại y. Người có bị thương không? Một mình chiến đấu với bốn đại cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ, vậy mà trông y có vẻ bình an vô sự. Đường lệ từ khẽ cười. Không. Dư phụ nhân bồi phục y từ tận đáy lòng, thậm chí còn không để bụng chuyện y làm dư khớp phượng trọng thương nữa hai người đi qua đoạn hang động nhốt người kia đã thấp thoáng thấy điểm cuối con đường. Nơi đó là một vách đá màu đen lồi lõm, trên vách đá lấp loáng ánh vàng, dường như có dấu vết của khoáng vật nào đó. Hang động đi đến chỗ này thì bắt đầu hướng lên cao, không biết thông về phía nào, nhưng trả hoa lao đến đây là hết. Không có ai. Dư phụ nhân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên hang động đen tui trên đỉnh đầu mình. Hoặc là có người đang trốn trên đó nhưng hang động trên đỉnh đầu cố lắm cũng chỉ đủ chỗ cho một người ra vào muốn nấp trên đó chắc là sẽ cực kỳ khó chịu tiếng người vừa nghe được biến mất ở chỗ này đường lệ từ nâng đầu gối phải bước lên một mỏm đá làm chỗ dựa để ngừng mặt nhìn lên trên mấy tia sáng chợt lóe lên nơi cửa hang trên đỉnh đầu dư phụ nhân bỗng giật mình nhận ra đó là tơ nhện. đưa mắt nhìn sang vách đá màu đen trước mặt trên vách đá lấp lóe ánh vàng của khoáng vật khắp nơi răng đầy tơ nhện dưới ánh lửa đống tơ nhện này lại càng tỏa sáng lấp lánh dường như có gì đó khác biệt ha. đường lệ từ đột nhiên hạ giọng bật cười giọng cười này khiến dư phụ nhân giật nảy mình hắn ngẩng đầu theo hướng đường lệ từ đang nhìn chỉ thấy tơ nhện lấp lóe, chậm chậm rủ xuống từ hang động đen thui này một tấm mạng nhện khổng lồ đang từ từ rủ xuống ban đầu chẳng qua chỉ lộ ra những sợi tơ nhện màu vàng mỏng manh rồi sau đó. Trên mạng nhện dần dần hiện ra hai chiếc giày. Có người treo dính trên mạng nhện. Chiếc mạng nhện khổng lồ này dần dần hạ xuống từ đỉnh hang, đầu tiên lộ ra hai chiếc giày, rồi sau đó đến chân. Kế đến là eo, và đao đeo trên thắt lưng. Người dính trên mạng nhện mặc áo trắng đeo đao, vẫn còn rất trẻ. Chân phải đường lệ từ đang đạp trên tảng đá chậm chậm rút về, người rủ xuống theo tấm lưới là chỉ vân nhưng lại không phải chỉ vân. Chỉ vân rủ xuống theo mạng nhện, chậm chậm đáp xuống đất, xoay người lại đối mặt với đường lệ tư. Mặt hắn hoàn toàn vô cảm, quần áo dung mạo đều không có gì thay đổi, dường như sau khi vào ngục không gặp phải biến cố gì, nhưng đôi mắt luôn rực rỡ khoáng đạt của hắn đã không còn như xưa. Còn người rất đen, nhưng lại trống rỗng, tròng trắng vằn đầy tia máu, có vài chỗ bầm lên vì mạch máu vỡ, khiến cho tròng mắt nhuốm màu đỏ máu một đôi mắt đỏ như máu. Trong mắt không còn một tia tỉnh táo, chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn. Dư phụ nhân tái mặt. Chỉ. Ngay sau đó im bặt, đường lệ từ không gọi hắn, người này là chỉ vân, nhưng cũng không phải chỉ vân. Trên đỉnh hang có thứ gì đó ngo ngoe, hóa ra là một con nhện to bằng đầu người, hình dáng quái lạ, nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Nó không ngừng ló đầu ra nhìn chỉ vân, lại co người về, sau đó phun phun phì phì hai cái, rồi lại nhô đầu ra. Tay phải chỉ vân cầm đao, tay trái cầm một bình thuốc màu xanh lục, miệng bình màu xanh cốm, tản ra một mùi hương gây mũi. 586 mạng người trong động này đều do người giết sao? Đường lệ từ đối mặt với chỉ vân, hàng mi hơi rủ xuống, khóe miệng nhếch lên, không thể nói rõ biểu cảm này là mỉm cười hay quan tâm lo lắng, trong đó ẩn chứa sát khí lạnh lẽo ngươi chính là vua trong nhà ngục này là người mạnh nhất còn sống sót sau khi chém giết lẫn nhau phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn